cả một quả núi đột nhiên rung chuyển mạnh mẽ, núi đá sụp xuống nhanh chóng, một hố lớn hình thành với tốc độ bằng mắt thường có thể nhìn thấy. Mọi người nhao nhao chạy trốn vì sợ hãi, chỉ có một cặp vợ chồng chạy về hướng ngược lại, bởi vì con gái của họ vẫn đang ở chân núi. Lúc này, một bảng hiệu khổng lồ bị rơi xuống. Khi tất cả bụi khói lắng lại, may mà cô bé không bị thương. Trên sườn núi có thêm một hố sụt thần bí. Chào mừng các bạn đến với bộ phim khoa học viễn tưởng Labra phần 2. Hố sụt vừa xuất hiện vừa nãy, thực ra là khe hở thời gian và không gian thần kỳ. Nữ chính Eve bị rơi vào hố sụt xuất hiện ở thành phố Los Angeles, xuyên không về thời kỳ băng hà 10.000 năm về trước. Chồng cô Gavin vì để tìm kiếm vợ con cũng nhảy vào trong khe hở không gian và thời gian. Tuy anh cũng trở về thời kỳ băng hà nhưng địa điểm rơi xuống lại là thành phố Sitter, cách nơi vợ anh ở Los Angeles một lộ trình không hề ngắn. Gavin chỉ có thể đi bộ xuyên qua đồng cỏ nguyên thủy đầy nguy hiểm. Đi cùng anh còn có con gái Izzy và bạn thân Ella. Không lâu sau, Gavin tinh tế phát hiện trên mặt đất có dấu chân không to không nhỏ. Rõ ràng xung quanh có dã thú, anh vội vàng bảo mọi người cẩn thận. Ella không thể quan tâm được nhiều như vậy bởi vì cô đang đói không chịu nổi. Gavin nhìn xung quanh bảo hai người đợi chút, sau đó một mình đi vào trong rừng. Anh tỉ mỉ quan sát dấu tích ở trên đồng cỏ, cuối cùng tìm thấy một con lợn rừng béo múp. Không ngờ tài nghệ của anh cũng không tệ. Dùng lực phi que gỗ sắc nhọn trong tay về phía con lợn rừng, lập tức bắn xuyên qua người nó. Chưa kịp vui mừng, một con tê giác khổng lồ đi ra từ trong bụi cỏ. Gavin trước mặt nó không khác gì một con chim nhỏ bé. Anh chỉ có thể giơ hai tay lên và đi lùi về phía sau. Trong lúc hoảng loạn, anh bị lăn xuống sườn núi. May mà con tê giác này không tiếp tục đuổi theo. Nó nhìn về phía xa một lúc sau đó rời đi. Gavin và mọi người không những không sao, còn hưởng thụ một bữa thịt lợn nướng ngon lành. Sau khi Ella trải qua việc này, cuối cùng đã biết được sự tàn khốc của thời kỳ nguyên thủy. Nhưng cô không hối hận vì đến đây, tỏ ý bất luận thế nào cũng phải tìm được chị gái. Sau khi họ ăn uống no say thì tiếp tục lên đường. Gavin luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Anh đoán con tê giác đó vẫn đang theo dõi phía sau họ. Mọi người lập tức nâng cao cảnh giác. Quả nhiên không lâu sau có động tĩnh phát ra từ bụi cỏ. Họ nín thở nhìn về phía trước, không ngờ từ trong bụi rậm chạy ra một con vật mập mạp. Gavin thở phào nhẹ nhõm, Izzy thì đưa tay vuốt ve nó. Không lâu sau, nó lại chạy vào bụi rậm chính là hướng họ đang đi. Điều họ không ngờ tới đó là con vật mập mạp lại là một con tê giác con. Nhìn thấy bố mẹ của nó, họ sợ tới run rẩy. Quay về đường cũ thì rất có khả năng sẽ gặp con tê giác đang theo dõi mình. Gavin quyết định liều một phen. Nhìn thấy anh dùng lực phi một que dài, hành động này quả nhiên thu hút gia đình nhà tê giác. Mọi người lặng lẽ đi đường vòng, không ngờ Izzy đột nhiên vấp ngã, lập tức làm kinh động đến một con tê giác. Gavin vội vàng đỡ con gái dậy chuẩn bị chạy vào trong rừng. Không ngờ con tê giác đi theo đuôi vừa hay lại xuất hiện trước mặt. Còn có việc tuyệt vọng hơn sao? Ba người bị hai con tê giác khổng lồ bao vây. May mà Gavin hoảng nhưng không loạn. Thời khắc quan trọng, họ cúi người xuống. Tê giác ở hai phía đi qua người họ bắt đầu húc nhau. Gavin thầm thở phào nhẹ nhõm. Họ mau chóng đỡ con gái rời xa chiến trường. Ba người khó khăn lắm mới xuyên qua rừng rậm. Lúc đến một khu đất trống, họ bị cảnh tượng trước mặt làm cho choáng váng. Một tấm biển khổng lồ rơi ở trên đồng cỏ. Sau khi nhận ra tấm biển chữ Hollywood, Gavin không kìm được lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết. Điều này chứng tỏ Los Angeles đã không còn xa nữa. Eve, người ở trại thời cổ Los Angeles lúc này đang đau khổ vô cùng, bởi vì con trai Josh và bạn thân Riley bị cuốn vào trong khe nứt thời không. Không biết từ nay về sau có thể gặp được đối phương không. Coleman lương thiện không ngừng an ủi. Cả nhà chị chắc chắn sẽ có ngày đoàn tụ. Ông bố Riley, người cũng mất đi con lúc này đang ép cung nghiêm khắc. Ông biết ông lão trước mắt coi như là thổ dân, nhất định có nghiên cứu về khe hở thời không. Hy vọng ông ta có thể nói ra cách cứu con gái trở về. Không ngờ đối phương là lão già bướng bỉnh, từ đầu tới cuối không lộ ra chút tin tức nào. Sam tức lộn ruột, bỗng nhiên có người đến khuyên ngăn. Đồ ăn của chúng ta sắp hết rồi. Nếu như tiếp tục giày vò ông lão đó nhất định sẽ đắc tội với thổ dân. Đến lúc đó mọi người đều bị đói mà chết. Coleman ở bên cạnh thì vô cùng thư thái bảo mọi người yên tâm. Quả nhiên không lâu sau, một nhóm người dân thổ địa mang theo vô số đồ ăn đến trại. Thủ lĩnh bộ lạc Para, khuôn mặt cô dịu dàng âu yếm sau khi nhìn thấy Coleman. Điều này cũng không trách Coleman không hề lo lắng. Hóa ra hai người sớm đã âm thầm yêu thương nhau. Sau khi liếc mắt đưa tình tỏ ý muốn đưa ông ngoại Para đi. Tuy rằng anh đã làm một số việc quá khích nhưng dù sao cũng là người của tộc mình. Coleman vội vàng phản đối. Chúng ta cần ông ta nói cho biết một số tin tức hữu dụng. Kết quả nữ thủ lĩnh lập tức thỏa hiệp. Quả nhiên đối diện với tình yêu bất cứ ai khác đều có thể như là bụi trần. Sam hoàn toàn không hề đắn đo lập tức lôi ông lão vào trong rừng. Anh ta dùng súng uy hiếp đối phương nói ra cách giải cứu con gái. Ông Para cũng không dám tiếp tục mạnh mồm. Tuy rằng ông không thể cứu lại con của Sam và Eve nhưng cô gái tên Rebecca thì có thể. Cô ấy là người sau Eve và những người khác rơi vào hố sụt. Người đầu tiên chủ động nhảy xuống hố trời. Những người đến thời kỳ băng hà vô cùng hiểu về đường hầm thời không. Chắc chắn có cách cứu con của hai người. Eve có chút thất vọng, Rebecca đã rời khỏi trại từ lâu bây giờ đi đâu tìm nó. Không ngờ ông lão tỏ ý vô cùng chắc chắn. Đối phương nhất định đi tòa tháp cao tầng phía chính bắc của khu rừng.
Tòa tháp mà ông nói chính là kiến trúc mà Rebecca dẫn Scott đi và nhìn thấy. Đúng như ông Para dự đoán, lúc này Rebecca đang chuẩn bị dẫn Scott tiến về tòa tháp thần kỳ. Cô nói muốn đi đến đó để hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng, nếu không mọi người đều sẽ gặp phiền phức. Scott bày tỏ thái độ không chút do dự mà theo Rebecca đi về hướng tòa tháp cao. Sau khi Eve nghe xong lời tường thuật của ông lão, cô lập tức quyết định đi tòa tháp tìm kiếm Rebecca. Đây là cách duy nhất có thể tìm được con của tôi. Coleman lo lắng ông lão nói dối, ông ta muốn lái mọi người đi. Sam nghĩ rằng có khả năng như vậy nên quyết định ở lại canh giữ ông lão. Nhiệm vụ tìm kiếm Rebecca là do Eve và Levi đi trước hoàn thành. Trong lòng Levi lập tức như nở hoa, anh đã yêu thầm Eve từ lâu, lần này coi như cơ hội đi riêng với nhau. Không ngờ hai người vẫn chưa đi được bao xa thì gặp một người quen. Chính là cái gai trong mắt trại, Lucas. Bên cạnh còn có một phần mộ đá, đó là phần mộ của mẹ anh. Trước đây bà ấy cùng với thổ dân chém rách nhau khiến cho phần bụng bị thương. Cuối cùng vì mất quá nhiều máu nên qua đời. Eve vô cùng tiếc nuối về việc này. Lúc mấy người đang âm thầm than khóc, bỗng nhiên nghe thấy tiếng chửi rủa ở gần đó. Vì thế họ lặng lẽ đến xem. Đó là một nhóm thổ dân tóm một người quen, Veronica. Nhìn cách ăn mặc không giống bộ lạc Para. Ở tập trước, Veronica không cẩn thận dẫm phải bẫy thú rừng. Không ngờ bây giờ bị người ta bắt sống. Ba người họ lập tức quyết định đi cứu người trước đã rồi nói tiếp. Có điều trước đó phải tìm được cơ hội thích hợp mới được. Khó khăn lắm mới đợi đến lúc nhóm người đó ngồi nghỉ ngơi tại chỗ. Lucas lén lút dùng đá nhỏ gửi tín hiệu cho Veronica. Đối phương đã ngầm hiểu, cô bắt đầu phân tán chú ý của lính canh. Lucas tranh thủ cơ hội xông lên, Levi cũng theo sát phía sau ngăn chặn trợ thủ đến giải vây. Eve phụ trách tìm chìa khóa còng tay. Ba người mỗi người một việc, rất nhanh cứu thoát Veronica. Còng tay tự chế trên tay cũng được mở. Không lâu sau, một tên lính canh đuổi đến. Levi giữ súng trong tay bảo mọi người rời đi trước, bản thân anh ở lại cắt đuôi. Một cú nghiêng mình né được thanh giáo lao tới, anh lập tức bóp cò. Sau khi Levi khó khăn lắm mới xử lý được đối phương, anh chạy nhanh đến nơi hẹn trước để tụ họp nhưng lại không nhìn thấy Eve. Hóa ra sau khi cô nghe thấy tiếng súng, lo lắng cho an nguy của Levi, cô định quay lại xem nhưng không ngờ bị lính canh tóm được. Kết quả cứu được Veronica, cô lại trở thành tù nhân. Điều khiến người ta vô cùng cảm động đó là Levi lại có thể chủ động đầu hàng. Dù anh có trở thành tù nhân thì cũng đi theo Eve. Eve lập tức cảm động vô cùng. Chồng con và tất cả đều ném lên 9 tầng mây. Đồng thời lúc này Josh, người bị bố mẹ lãng quên và bạn thân Scott tỉnh dậy ở trong rừng. Hai người mơ hồ đến bên lề đường nhìn thấy một chiếc xe cũ kỹ kêu ầm ầm đi tới. Tiếp theo là một nhóm thanh niên đi ngang qua, tiện tay ném xuống một cái băng cassette cũ. Josh và Riley cuối cùng xác nhận bọn họ xuyên không tới năm 1988. Hai người tiếp tục đi theo con đường. Vừa hay nhìn thấy đứa bé Para bị hai vị nữ tu nhét vào trong xe. Josh ngăn cản Riley đang chuẩn bị tiến về phía trước. Bây giờ cơ thể của bản thân không vấn đề gì. Con đường trưởng thành của Para đã trở về đúng hướng, đừng bao giờ lại đến quấy rầy. Riley nghĩ ra một vấn đề quan trọng, bây giờ bố của cô cũng chỉ là một đứa trẻ. Vậy thì bản thân và Josh không phải là thừa thãi trong thế giới này sao? Đối với vấn đề cao sâu này, hai người thảo luận cả ngày cũng không có kết quả. Bụng họ bắt đầu réo ầm ầm. May mà không bao lâu sau bọn họ nhìn thấy một ngôi nhà. Không ngờ chủ không ở nhà, Josh chỉ có thể không mời mà vào. Hai người như là người ăn xin bị đói 3 ngày, họ bắt đầu càn quét nhà bếp. Điện thoại đột nhiên phát ra tin nhắn thoại. Hai người sau khi nghe xong vô cùng vui vẻ. Vì tin nhắn thoại nói chủ nhà tuần sau mới trở về. Không bao lâu sau, sắc mặt của Riley vô cùng khó coi. Lẽ nào họ sẽ trải qua một tuần vô nghĩa ở đây sao? Đừng quên hai chúng ta không phải là người thuộc về thế giới này. Nhanh chóng tìm cách rời khỏi mới là cách tốt nhất. Vì thế hai người bắt đầu lục lọi của cải, không ngờ nhìn thấy trên một tờ báo trên bàn. Trên bên nói công viên Hollywood xuất hiện một hố sụt thần bí. Họ rất quen thuộc với cái này, nhất định phải rời khỏi thế giới này qua khe hở thời không. Như vậy hai người cuối cùng đã có mục tiêu. Họ lập tức mang theo hành lý tiến về hố sụt Hollywood. Đây là nơi tập hợp của loài người thời kỳ băng hà. Không ngờ nó sở hữu văn minh tiên tiến như vậy. Đôi nam nữ xuyên không mà tới này lập tức chết lặng vì cảnh tượng trước mắt. Không chỉ là bọn họ, trước đó có không ít người bị bắt tới nơi này làm khổ lực. Nữ chính Eve và Levi rất nhanh bị dẫn đến một hầm mỏ tối đen. Sau khi nhận một trận đánh, hai người coi như nhận rõ cảnh ngộ của bản thân. Tên cầm đầu bây giờ mới sắp xếp công việc cho họ. Họ phải đào đủ quặng khoáng sản thì mới được. Eve và Levi nào có cam tâm tình nguyện đào khoáng sản. Vì thế họ lặng lẽ đến bên một người thợ đào khoáng sản, muốn dò hỏi chút tin tức hữu dụng. Đối phương nói mấy chục công nhân trong hầm khoáng sản. Họ đều là sau khi rơi xuống hố sụt Los Angeles và bị bắt tới đây. Eve muốn biết lai lịch của những thổ dân nhưng những công nhân này cũng không biết gì. Họ cảnh cáo hai người khiêm tốn mà làm việc, nếu không thì sẽ chết thảm. Những lời này khiến cho Eve rơi vào trong trạng thái vô cùng tự trách bản thân. Nếu như không phải là cô thì sẽ không liên lụy Levi chịu nạn cùng mình. Chớp mắt đã tới ngày hôm sau. Levi và Eve không bỏ cuộc, tiếp tục tìm đến người thợ lâu năm. Cô hỏi anh ta chỗ này ngoài cổng lớn còn có lối thoát nào không? Đối phương lập tức trả lời. Nghe nói có một đường hầm có thể thông với bên ngoài nhưng phải có bản đồ mới được. Levi nghĩ rằng chạy ra từ cửa chính có khả năng hơn. Anh bảo người thợ liên hệ với những người khác thu hút sự chú ý của lính canh. Bản thân anh nghĩ cách làm thông đường hầm cổng chính.
Tiếc là ước nguyện càng đẹp nhưng hiện thực lại càng tàn khốc. Lúc người thợ liên hệ với những người bạn cùng làm, thủ lĩnh bộ lạc rất nhanh đã phát hiện điều bất thường ở đây. Hắn nhanh chóng kêu gọi thủ hạ dạy dỗ cho người thợ một bài học. Levi lo cho đối phương bị đánh chết, anh vội vàng xông lên giúp đỡ. Kết quả anh lại là người thảm nhất. Bên này chồng của Eve và con gái trải qua lặn lội đường xa, cuối cùng đã tới trại Los Angeles. Hai người hào hứng gọi tên Eve, rất nhanh đã gây sự chú ý đến những người khác. Sam nhanh chóng tiến về phía trước hỏi. Gavin đã hồi phục ký ức hồi còn bé, anh nhắc đến việc Sam đã giúp mình băng bó vết thương lúc còn nhỏ. Nhìn vết sẹo trên tay Gavin, Sam lập tức giới thiệu với mọi người. Đây là cậu bé Para sau khi trưởng thành. Mọi người đều biết anh ấy xuyên không đến đường hầm thời không năm 1988. Họ lần lượt hỏi Gavin làm sao mà trở về được. Không ngờ Gavin chỉ là đến tìm kiếm vợ. Đối với khe hở thời không trở về quá khứ đã đóng từ lâu, mọi người ở hiện trường đều trầm lắng lại. Lucas nói chuyện phá vỡ đi bầu không khí ngượng ngùng. Lúc đó anh đưa Veronica bị thương thở về trước. Về Eve và Levi, họ rất có khả năng bị nhóm người thổ dân bắt đi rồi. Sam kịp thời tiến về phía trước thêm dầu vào lửa. Nói con trai của Gavin, Josh đã xuyên không đến năm 1988 rồi. Một chuỗi tin xấu khiến cho Gavin bật khóc. Không ngờ bản thân trải qua khó khăn hiểm trở để đến nơi này. Cuối cùng vẫn không thể đoàn tụ với gia đình. Nhưng Gavin không từ bỏ tại đây. Lucas nói cho anh biết nhóm thổ dân cưỡi ngựa, toàn thân mặc áo giáp bắt cóc Eve. Gavin lập tức nhớ lại, ông ngoại của anh đã từng nhắc về nhóm người này. Bọn họ được gọi là người lưu đày, chuyên môn ép buộc khổ lực của thế lực khác đến thay bản thân làm việc. Sắc mặt Sam có chút bối rối. Ông ngoại trong lời Gavin không phải là ông lão bị bắt trước đó sao? Vì thế anh ra lập tức đưa Gavin đến lều của ông ngoại bị tống giam. Coleman còn không quên nhắc nhở anh rằng lão già này rất nguy hiểm. Gavin gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, sau đó đi một mình vào bên trong lều. Không ngờ rằng hai ông cháu gặp mặt sau nhiều năm xa cách lại ngượng ngùng đến thế. Có lẽ do cùng chung huyết thống nên ông Silas vừa nhìn đã nhận ra ngay Gavin, nhưng trên mặt không hề có một chút kích động nào. Gavin cũng không đến đây để tán gẫu. Anh lập tức nói rõ mình muốn biết vị trí chính xác của những kẻ bị trục xuất, từ đó có thể cứu vợ mình Eve. Ông lão lập tức đồng ý nhưng nhất định phải đưa ông theo cùng, bởi vì nơi đó vô cùng nguy hiểm. Trước đó Gavin cũng đã được Coleman nhắc nhở, cảm thấy rằng ông lão đang mượn cớ để trốn thoát. Không ngờ rằng ông lại nhắc nhở Gavin trước, rằng nếu như bọn họ đến muộn dù chỉ một chút thì những kẻ bị trục xuất có thể sẽ sát hại Eve. Gavin không còn cách nào khác, cuối cùng quyết định đưa ông đi theo. Mọi người ở bên ngoài lều thấy thế vội vàng chạy lên ngăn cản. Ông lão không thể rời khỏi nơi đây. Ông ấy thuộc về thủ lĩnh bộ lạc ở nơi đây còn đang đợi người đến đón về. Thái độ của Gavin lại hết sức kiên quyết. Đây là cách duy nhất có thể cứu Eva. Sam cuối cùng cũng thỏa hiệp nhưng dặn dò cẩn thận rằng đừng để ông lão rời khỏi tầm mắt. Sau đó Gavin trói hai tay ông ngoại lại rồi cùng đi đến địa bàn của những kẻ bị trục xuất. Cứ đến một nơi là ông Silas lại nhắc lại chuyện năm xưa từng dạy Gavin đi săn như thế nào. Nhưng Gavin căn bản không có tâm trạng tiếp thu những chuyện này. Anh vẫn còn nhớ rõ trước kia ông ngoại đã ngăn cản mình quay về năm 1988 như thế nào. Con trai và con gái anh mém chút nữa vì thế mà mất mạng. Không ngờ ông Silas lại sâu sắc nói rằng những điều ông làm thật ra đều là để bảo vệ Gavin. Nhưng Gavin tin tưởng vào phán đoán của mình. Anh cảm thấy rằng ông ngoại vẫn đang ẩn giấu tin tức gì đó quan trọng. Trước khi mọi thứ được sáng tỏ, anh sẽ không tin tưởng vào ông ngoại. Ông lập tức bày ra một vẻ mặt hết sức đau lòng. Ông thật lòng với con mà con lại xem ông như thế. Gavin không khỏi tức giận. Nếu như ông không giấu gì cả vậy thì hãy nói cho con biết bố mẹ con đã đi đâu. Ông lão vừa định nói gì đấy thì đột nhiên có tiếng động từ phía xa truyền lại. Gavin căng thẳng nhìn đông ngó tây. Đột nhiên giẫm phải bẫy, cả người lập tức bị treo lên không trung. Ông Silas vội vàng nhặt con dao găm mà anh làm rơi lên, sau đó nhoáng cái đã không thấy đâu nữa. Gavin tức giận mở miệng mắng lớn. Đây là quan tâm mà ông nói sao? Không ai có thể ngờ rằng có một con gấu lớn đang đi chậm chậm từ phía trong rừng đến. Đến cái cây mà anh đang bị treo ngược. Anh không ngừng tự nhủ rằng phải bình tĩnh. Nhưng khi thấy con gấu càng ngày càng lại gần, anh vẫn không nghĩ ra cách gì để đối phó. Ngay lúc anh nghĩ mình xong đời rồi, con gấu đột nhiên gầm lớn lên rồi ngã xuống đất. Thì ra là ông ngoại anh đã đến cứu giúp kịp thời. Gavin nhẹ giọng nói một câu cảm ơn, lúc trước anh đã trách nhầm ông ngoại rồi. Khoảng cách giữa cả hai vì thế mà cũng đã gần hơn khá nhiều. Những bước đi tiếp theo cũng bất giác mà nhanh thêm một chút. Bọn họ nhanh chóng đến trước một sườn đồi. Ông Silas nói rằng những kẻ bị trục xuất có một lối cửa sau ở góc sườn đồi. Nhất định phải chờ đến trời tối mới lẻn vào bên trong được. Thế là hai ông cháu bắt đầu trò chuyện. Ông Silas cũng trở nên chân thành hơn nhiều, chủ động nhắc đến bố mẹ của Gavin. Ông nói rằng thật ra bọn họ đang sống ở trên thế giới này. Chỉ là hoàn cảnh hết sức nguy hiểm cho nên vẫn luôn không nói cho Gavin biết. Gavin còn muốn hỏi thêm vài thứ nhưng ông ngoại lại không tiết lộ gì thêm. Nói thẳng rằng đã đến lúc đi tìm những kẻ bị trục xuất rồi. Gavin đi theo sát phía sau cho đến khi hai người núp đằng sau một tảng đá lớn. Ông ngoại nói rằng Gavin hãy uống một ngụm nước trước đừng vội vàng. Không ngờ không bao lâu sau Gavin đột nhiên cảm thấy đầu óc quay cuồng. Có lẽ là trong bình nước đã bỏ thứ gì đó. Ngay sau đó anh ngất xỉu trên bãi cỏ. Ông Silas cứ thế không màng gì nữa mà rời đi. Mà vợ của Gavin Eve lúc này đang căng thẳng chờ đợi tin tức của một người đàn ông khác. Quả nhiên không lâu sau Levi mình đầy thương tích bị lôi kéo trở lại.
Eve đau lòng hét lên. Cô cứ nghĩ rằng sẽ không gặp lại được đối phương nữa. Tình cảm trong lòng cuối cùng cũng không thể kìm nén được nữa, cô chủ động hôn lên môi anh ấy. Không ngờ rằng đến cuối cả hai vẫn không khống chế được phá vỡ xiềng xích đạo đức cuối cùng. Trớ trêu thay, Gavin, chồng của Eve, trùng hợp bị những người bảo vệ thổ dân phát hiện. Anh không hay biết gì cũng bị đưa đến trong hầm mỏ. Không biết sau khi gặp mặt Eve và Levi thì khung cảnh sẽ ngượng ngùng đến mức nào. Gavin căm hận tất cả những gì ông ngoại làm với mình từ đầu đến giờ. Nhưng anh nhanh chóng phát hiện ra trong túi có thứ gì đó. Trong ký ức mơ hồ, anh nhớ rằng ông đã nhét vào trước khi anh hôn mê. Mở ra xem thì lại là một tấm bản đồ đường hầm. Có thứ này, Gavin có thể đưa Eve thoát khỏi hầm mỏ này. Thì ra tất cả đều là do ông Silas tốn nhiều công sức để sắp xếp. Mà cậu con trai Josh cùng Riley quay ngược về năm 1988. Lúc này vẫn đang tích cực tìm kiếm cách để về với người nhà. Xe của cả hai nhanh chóng đến được hố sâu mới xuất hiện tại Hollywood. Bọn họ biết chắc rằng bên trong sẽ tồn tại một đường hầm thời không. Chỉ cần nghĩ cách nhảy vào trong đó thì có thể xuyên lại về thời nguyên thủy. Nhưng vấn đề là xung quanh cái hố bị giám sát nghiêm ngặt, toàn là cảnh sát trông coi. Bọn họ dường như không thể lại gần. Riley nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy bây giờ không phải lúc hành động. Lỡ như bị cảnh sát bắt được thì có trời mới biết bọn họ sẽ bị nhốt tới khi nào. Hai người thương lượng một hồi quyết định tối đến sẽ quay lại xem sao. Không ngờ rằng cuộc nói chuyện của họ đã bị một người đàn ông đeo mắt kính ở đằng sau nghe thấy. Khi Josh và Riley đang thưởng thức ẩm thực của những năm 80 ở công viên, thì vô tình phát hiện ra người đàn ông đeo kính theo đuôi bọn họ. Riley chủ động chạy đến để chất vấn. Đối phương nhanh chóng nói ra hết tất cả. Thì là ông ta là một giáo sư địa chất có tiếng ở đây và đã nghiên cứu về những hố sụt khá nhiều năm rồi. Trong nước vài năm gần đây liên tiếp xuất hiện hố sụt mấy lần rồi. Mỗi lần đều phát hiện được nguồn sóng năng lượng mạnh mẽ dị thường. Ông giáo sư đã dựa vào các số liệu thống kê mà kết luận ra được một quy luật. Ông dự đoán 4 ngày sau sẽ còn xuất hiện một hố sụt cực lớn, mà vị trí xuất hiện lại chính là ngay trung tâm thành phố. Lúc đó sẽ sản sinh ra nguồn năng lượng cực lớn có thể dẫn đến sóng thần. Điều này sẽ đem lại những tổn thất khôn lường cho thành phố. Nhưng đáng buồn là giáo sư đề cập đến mối nguy hại của hố sụt thì người đó cũng nghĩ ông bị điên. May thay trước đó ông vô tình nghe được Josh nói chuyện, cảm thấy cậu có thể cung cấp một số tin tức mà mình biết. Như vậy thì lời của giáo sư có thể có thêm bằng chứng xác thực để thuyết phục những nhà chức trách. Josh và Riley cũng vì thế mà từ bỏ dự tính đi vào hố sụt Hollywood của mình. Họ nói với ông ấy nếu muốn biết gì thì hãy mau hỏi bọn, nhất định sẽ nói ra tất cả. Phải khiến cho mọi người tin tưởng về thảm họa hố sụt sắp đến. Nữ chính Eve cuối cùng cũng rung động với tình cảm chân thành của Levi. Cô không do dự buông bỏ mọi xiềng xích của đạo đức, nhưng ngọt ngào rồi cũng trôi qua. Bọn họ vẫn chưa quên việc phải thoát khỏi cái hầm mỏ này. Thời gian làm việc buổi trưa, hai người lại tìm đến Virgil. Biết được rằng ông đã liên hệ với 10 người bị kéo đến đây làm việc, chuẩn bị hành động vào buổi trưa lúc những kẻ bị trục xuất giao ca. Lúc này cổng lớn của hầm mỏ sẽ được mở ra trong thời gian ngắn. Nhưng Eve không ngờ được rằng chồng của cô, Gavin, trời xui đất khiến thế nào cũng xuất hiện bên ngoài hầm mỏ, mà hai người lại trùng hợp gặp mặt nhau lúc đi thu hoạch quặng. Eve cứ ngỡ như mình đang nằm mơ. Không ngờ rằng chồng cô không chỉ xuyên đến kỷ băng hà, hơn nữa còn cực khổ đến hầm mỏ để tìm cô. Không lâu sau, Levi cũng nhìn thấy Gavin đột nhiên xuất hiện. Hai người đồng đội cũ gặp lại lao vào ôm chặt lấy nhau. Có điều biểu cảm của anh ấy và Eve có chút gượng gạo, nhưng Gavin lại không hề phát hiện ra điểm nào kỳ lạ. Anh bắt đầu nghiêm túc nói về kế hoạch trốn thoát của mình. Trên tấm bản đồ này có đánh dấu rõ một lối ra bị ẩn đi. Bọn họ chỉ cần lén đến đó không bị những tên lính canh phát hiện là được. Nhưng khi Eve và Levi biết được tấm bản đồ này là do ông Silas để lại, lập tức đòi rút lui. Cả hai đều không tin tưởng nhân phẩm của ông ấy, không bằng bọn họ cùng với những công nhân trong mỏ khác cùng nhau thoát ra bằng cửa chính. Thấy Eve không đứng về phía mình, Gavin chỉ đành tạm thời từ bỏ kế hoạch của anh. Chớp mắt đã đến giờ trưa, những kẻ bị trục xuất tiến hành giao ca như thường lệ. Levi nháy mắt ra hiệu với mọi người. Lúc này Virgil đột nhiên ôm ngực nói rằng mình bị đau tim. Khi lính canh đi vào kiểm tra, thì Gavin và Eve đang mai phục ở một bên lập tức hành động hạ gục hai tên lính canh. Sau đó Levi hét lớn lên một tiếng rồi dẫn theo những người công nhân nhanh chóng xông về phía cửa lớn. Leo theo vài tên lính canh căn bản không thể nào cản bước họ đi về phía trước. Tên lính canh cửa thấy tình hình không ổn vội vàng hạ cửa hầm mỏ lại. Levi phi đến vật ngã tên lính canh cửa ra. Gavin thì liều mạng giữ lấy cái khóa xoay để ngăn không cho cảnh cửa hạ xuống. Sau khi tất cả mọi người ra khỏi hầm mỏ, anh bảo Levi cũng mau chóng rời đi. Còn Gavin thì đang diễn Fast and Furious. Ngay khoảnh khắc cánh cửa đóng sầm xuống, anh lăn trên mặt đất thoát khỏi hầm mỏ. Có thể nói lần tẩu thoát này có thể thành công thì có phần công lao rất lớn của Gavin. Nhưng bọn họ không thể ngờ rằng một số lượng lớn những kẻ bị trục xuất đã đuổi theo kịp, lập tức bao vây những người làm việc trong hầm mỏ lại. Nhìn thấy đối phương ai cũng cầm binh khí trong tay, đám người Levi đảo mắt nhìn nhau. Cuối cùng bọn họ lựa chọn từ bỏ phản kháng. Thủ lĩnh của những kẻ bị trục xuất muốn nhốt toàn bộ bọn họ lại. Gavin lập tức đứng dậy nói rằng tất cả đều là kế hoạch của một mình anh. Rõ ràng là muốn một mình gánh chịu tất cả. Tên thủ lĩnh ngẫm nghĩ một hồi. Gần đây nhiệm vụ khai thác quặng rất nặng nề. Hiện tại có người đứng ra vừa hay hắn ta có thể lợi dụng. Hắn ta chuẩn bị chào hỏi Gavin. Những người khác tiếp tục đi đào quặng. Còn người đàn ông tội nghiệp này thì bị ném vào trong nhà lao. Tên thủ lĩnh dự định tối đến sẽ đưa anh ra ngoài rồi giết. Gavin lập tức gọi hắn ta lại bằng tiếng bản địa nói rằng mình không phải kẻ ngoại lai.
Không ngờ rằng tên thủ lĩnh vẫn còn chút lương tâm, cuối cùng miễn hình phạt cho Gavin. Có điều một trận đòn thì không thể bỏ qua được. Khi Gavin được thả ra, cả người đều trở nên yếu ớt. Eve ở bên cạnh rất đau lòng. Lúc này cô cuối cùng phát hiện ra anh không còn là con sâu rượu như lúc trước nữa, không còn đắm chìm trong những ảo tưởng nữa, mà đã biến thành một người đàn ông dũng cảm có trách nhiệm. Cũng không biết Eve lúc này có còn tính vượt qua giới hạn với Levi nữa không. Ngay lúc này, tên thủ lĩnh ra lệnh tất cả công nhân di chuyển đến một hầm mỏ khác. Bên phía tháp đá cần có thêm nhiều đá quặng. Levi nghe xong thì kinh ngạc, cố ý lùi về phía sau cùng, trong chớp mắt đánh gục tên lính canh ở đằng sau. Tiếp đó anh ấy lại đi đến căn phòng đã nhốt Gavin, nói rằng trong hầm mỏ này không còn ai nữa, vừa hay có thể sử dụng bản đồ để tìm lối ra bí mật. Mặc dù Gavin hành động có chút không tiện, nhưng tên lính canh ở hầm mỏ đã di chuyển. Mấy người đi theo bản đồ nhanh chóng đến được lối ra bí mật. Không ngờ lúc này tên thủ lĩnh lại xuất hiện ngay trước mặt. May thay đối phương chỉ có một người. Mấy người Levi liên tiếp tấn công rất nhanh đã hạ gục được hắn ta. Gavin vốn dĩ đã có thể giết tên thủ lĩnh, có điều cuối cùng vẫn lựa chọn tha cho hắn một mạng. Lần này bọn họ cuối cùng cũng thoát khỏi được hầm mỏ. Nhưng bọn họ lại không biết rằng những người sống sót ở khu trại đang sắp nghênh đón nguy hiểm. Không biết vì sao Scott vốn phải đi theo Rebecca đến tòa tháp lại đột nhiên xuất hiện tại doanh trại. Cậu ta nói với mọi người rằng mình và Rebecca đi nửa đường thì gặp phải một bầy voi giang mấu. Kết quả hai người họ cứ thế tách ra. Mọi người không khỏi bắt đầu căng thẳng. Hiện tại chỉ có Rebecca mới biết làm thế nào mới có thể về đến năm 1988 của Josh và Riley. Lẽ nào trước đó cô ta chưa từng tiết lộ về tin tức liên quan đến tháp đá sao? Điều khó hiểu là Scott vẫn luôn thật thà lương thiện đột nhiên giả vờ không biết gì. Ngay lúc này tộc trưởng Para đưa theo thuộc hạ đến doanh trại của những người sống sót. Có điều lần này bọn họ không đến để cung cấp vật tư nữa. Nhìn thấy bộ dạng tức giận của cô ấy, Coleman lập tức cảm thấy không ổn. Quả nhiên Para kiên quyết nói rằng phải đưa ông Silas quay về. Thì ra trong bộ tộc còn không ít người trông đợi vào ông lão. Đến cả Para cũng không chịu được áp lực nữa, chỉ đành chạy đến đây đòi người. Nhưng đáng tiếc ông Silas đã bị Gavin đưa đi, đến giờ vẫn không có tin tức gì. Coleman chỉ có thể cầu xin tộc trưởng gia hạn thêm vài ngày. Para tức giận đến mức tái cả mặt. Quả nhiên đàn ông không có ai đáng tin cả. Lập tức nói rằng sẽ đoạn tuyệt với những người ở trong doanh trại này. Những lương thực đã vận chuyển đến trước đây cũng sẽ thu hồi lại. Những người còn sống sót ở trong doanh trại tuyệt vọng. Có lẽ ngày mai bọn họ phải cạp đất mà ăn rồi. Một đám người như củi mục bắt đầu thảo luận tối ăn nấm dại hay là rễ cây. Sam lập tức trở thành người chủ chốt. Anh ta đề nghị hay là thử đi săn hoặc đi bắt cá. Nhưng tất cả mọi người ở đó đều im lặng. Ăn đồ ăn sẵn thì còn được chứ, về phần săn bắt thì vẫn là Eve giỏi hơn. Còn Lucas lại có lối đi riêng. Nhân số của bọn họ không ít, có thể liều mạng đi cướp thức ăn trong bộ tộc của Para. Đây là bản tính mà người nào cũng có. Sam và Coleman lập tức phản đối. Bọn họ không có trang bị gì trong tay hơn nữa, làm như thế là vô đạo đức. Không ngờ Scott vẫn luôn hiền hòa lại ủng hộ phương án đi trộm cướp của Lucas. Sam chỉ đành để mọi người giơ tay biểu quyết. Kết quả đại đa số đều không đồng ý chiến đấu với thổ dân nơi đây. Lucas vốn đã từ bỏ ý định này, không ngờ rằng Scott lại chạy đến khích lệ. Nếu như mọi người kiên quyết không đi cướp, thì mấy người bọn họ có thể đi đến bộ lạc của Para trộm một ít thức ăn. Điều này khiến cho Lucas cảm thấy có gì đó không đúng. Scott sau khi đi một chuyến với Rebecca xong thì cách ứng xử hoàn toàn khác với trước kia. Scott thành thật nói rằng không có gì đáng sợ hơn cái bụng rỗng cả. Veronica định phản đối nhưng lúc trước Lucas đã từng cứu cô một mạng. Cuối cùng cô vẫn lựa chọn gia nhập cùng hai người họ. Tối đến lúc mọi người đã ngủ, đám người Lucas và Scott đã tiếp cận bộ lạc của Para. Bọn họ không đi vào bằng cửa chính mà đi vào từ một cửa hang bí mật. Mấy tuần trước lần đầu bọn họ đến bộ lạc cũng thoát ra từ cửa hang này. Có lẽ do quá căng thẳng, Scott không cẩn thận ngã xuống. Cậu ta nói chân mình bị trẹo rồi cần phải nghỉ ngơi tại chỗ. Rồi bảo Lucas và Veronica đi trộm thức ăn trước. Khi hai người rời khỏi tầm mắt thì Scott đứng phắt dậy lén lút đi về một hướng khác. Không hề giống bị trẹo chân một tí nào. Rõ ràng cậu ta có mục đích khác. Scott lẩm bẩm trong miệng số thứ tự, sau đó lại đi thẳng vào phòng của ông Silas. Sau đó lục tung khắp nơi. Cuối cùng tìm thấy một tấm thẻ vàng trong một cuốn sách. Mà Lucas và Veronica ở một bên khác vô tình bắt gặp được một bóng dáng quen thuộc. Đây chẳng phải là tên đầu chọc đã rách mẹ của Lucas đó sao? Kẻ thù ở trước mặt khiến anh đó mắt lên. Veronica ở bên cạnh hát hiện tình hình không ổn, vội vàng đưa Lucas vào một căn phòng không người. Bây giờ rách chớt tên chọc đầu cũng sẽ không thay đổi được điều gì cả. Ngược lại chỉ tăng thêm cảm giác tội lỗi mà thôi. Nhưng Lucas căn bản không nghe theo lời khuyên của cô, mạnh mẽ xông ra bên ngoài. Anh ấy lén lút đi theo tên chọc đầu đi đến cửa một ngôi nhà. Anh mở hé cửa ra nhìn vào thì thấy tên chọc đầu đang vui vẻ cùng với con của mình. Lucas đã rất xúc động. Từ nhỏ anh ấy đã sống với mẹ, biết rõ đứa trẻ không có cha đáng thương đến mức nào. Lucas đứng bên ngoài cửa thật lâu, cuối cùng từ bỏ ý định báo thù cho mẹ. Sau đó anh tìm thấy Veronica đã thu thập đủ đồ ăn, nói rằng mình chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Sau khi tập hợp lại với Scott đứng đợi tại chỗ, ba người thuận lợi quay trở về doanh trại của những người sống sót. Nhìn thấy những thực phẩm tươi mới mà bọn họ đem về, mọi người mừng rỡ. Chỉ có mình Sam và Coleman là tức muốn bay màu. Mà không biết từ lúc nào Scott đã rời khỏi doanh trại, một mình đi vào sâu trong rừng. Thì ra cậu ta hẹn gặp Rebecca ở đây.
Hành vi lẻn vào nhà của ông Silas để trộm tấm thẻ vàng cũng chính là do cô ta xúi giục. Rebecca cầm lấy tấm thẻ mà mình cần, mặt cười tươi như hoa. Chỉ có điều trong lòng Scott thấy không vui, vì giúp cô ta mà cậu ta đã lừa bạn thân mình mấy lần liên tiếp. Nhưng Rebecca lại nắm thóp được Scott, nói rằng chỉ có tấm thẻ này thì mới có thể thuận lợi đi đến tháp đá. Đến lúc đó bạn bè của cậu ta mới có thể thoát được nguy hiểm sắp ập đến. Về phần cụ thể nguy hiểm như thế nào thì Rebecca lại chơi trò thần bí, chỉ bảo Scott quay lại doanh trại chờ tin tức. Mà ba người Eve lúc này cũng đang đi về phía doanh trại. Có điều trong lòng bọn họ vẫn hoài nghi về tháp đá trong lời những kẻ bị trục xuất. Vì sao lại cần nhiều quặng đốt đến như vậy? Eve tạm thời không quan tâm được đến những thứ này, nói rằng sau khi về đến doanh trại cô nhất định phải nghĩ cách cứu những người đang bị bắt lại ở hầm mỏ. Gavin lập tức nhắc nhở cô, em phải chuẩn bị tinh thần để gặp con gái. Eve nghe xong lập tức kinh ngạc chạy như bay về phía doanh trại. Sau mấy tháng xa cách, hai mẹ con cuối cùng cũng gặp lại nhau. Hốc mắt của Eve tràn ngập nước mắt. Từ khi xuyên đến đây một cách khó hiểu, cô chưa từng nghĩ rằng có thể gặp lại được con gái. Không ngờ rằng còn chưa kịp ngồi ấm mông, bọn họ lại gặp phải thử thách mới. Một màn xương trắng dày đặc đột nhiên xuất hiện trong doanh trại. Gavin nhận ra đây là hiện tượng tự nhiên rất đáng sợ tại nơi đây. Chỉ cần màn xương kéo dài trong vài chục phút thì khung cảnh xung quanh sẽ mờ ảo đến mức không nhìn thấy được năm ngón tay. Nhưng có như thế thì Gavin không đợi thêm được phút giây nào nữa. Anh phải đi đến tháp đá gặp Rebecca để cứu đứa con trai đang kẹt tại năm 1988. Scott lén lút chạy đến bên cạnh Gavin, nói rằng thật ra Rebecca đang ở gần đây, nhưng bắt buộc Gavin phải một mình đi gặp cô ta. Không ngờ rằng cuộc hội thoại của hai người bị Eve tình cờ nghe thấy. Sao cô có thể yên tâm chứ, nên nhất quyết phải đi theo. Gavin tốn rất nhiều lời mới có thể khuyên cô ở lại doanh trại. Trước khi đi chuẩn bị trao cho cô một cái ôm thì Eve lại né đi theo bản năng. Bởi vì Levi trùng hợp đi ngang qua, mối tình mập mờ này thật sự khiến người khác ngại dùm. Gavin dường như cũng cảm nhận được có gì đó ẩn khuất. Anh chào một tiếng rồi nhanh chóng đi vào trong màn sương. Có điều anh không đi thẳng đến tháp đá mà lại đi theo sự chỉ dẫn của Scott, đến gặp Rebecca trước rồi mới tính tiếp. Trong màn sương vang lên tiếng gầm thét của thú hoang. Gavin vội vàng lôi Scott núp đằng sau lùm cây, thuận tiện nói ra nghi vấn ở trong lòng mình. Tòa tháp đó rốt cuộc là thứ gì, tại sao có thể cứu được con trai của anh? Scott đã từng nghe Rebecca nhắc đến ở trong tòa tháp có cánh cửa dịch chuyển, có thể xuyên qua đến tương lai. Trong lúc hai người nói chuyện có một bóng người thấp thoáng trong màn sương. Đó chính là Rebecca mà bọn họ đang tìm. Ở doanh trại Lucas vẫn luôn cảm thấy lần này Scott quay lại có chút bất thường. Thế là anh ấy cũng chạy vào trong rừng muốn xem cậu ta đang làm trò gì. Không ngờ không tìm thấy Scott lại vô tình bắt gặp mấy tên cường tráng ở trong bộ tộc của Para. Thì ra chuyện Lucas trộm đồ ăn của bọn họ đã bị bại lộ. Những người này chuẩn bị xông vào doanh trại để xả cơn giận. Hai người nghe lén vội vàng chạy về doanh trại nói tin tức này cho Sam nghe. Sam nghe xong muốn phun máu mà chết. Ai bảo mấy người đi trộm đồ ăn của người ta chứ? Lucas hơi không phục vì lúc sáng mọi người ăn ngon lắm kia mà. Veronica lập tức chen ngang vào cuộc tranh cãi của hai người. Sam nhìn màn sương đang bao quanh, hiện tại chạy không được chỉ đành chiến một trận thôi. Thế là anh ta lập tức tập hợp những người còn sống sót để bàn chiến thuật. Vũ khí trong doanh trại chỉ có mấy cây gậy bóng chày và một ít pháo sáng. Đối đầu trực diện khẳng định không ổn. Eve đề xuất kế hoạch dương đông kích tây, dùng một ngọn lửa lớn để thu hút sự chú ý của địch. Sam lập tức đồng ý với phương án này. Anh ta chỉ huy mọi người gom những vật dụng có thể đốt cháy được lại. Có điều Coleman vẫn cảm thấy tuyên chiến với bộ tộc của Para có chút không ổn. Anh ấy cho rằng đây không phải ý đồ của tộc trưởng Para. Eve và Sam thấy rõ nhất định phải thắng trận chiến này mới có thể ngồi xuống đàm phán. Dưới sự nỗ lực của mọi người, lớp phòng ngự ở bãi đất trống được dựng lên. Hiện tại chỉ cần ngồi yên chờ địch đến cửa. Không lâu sau, một đám người thổ dân hùng hổ xông vào doanh trại. Nhưng họ nhanh chóng phát hiện ra toàn là người giả. Một đoàn người sống sót xông ra. Không ngờ tộc trưởng Para đột nhiên xuất hiện, hét lên bảo thuộc hạ đầu chọc của mình bỏ vũ khí xuống. Mọi người hơi tò mò, Gavin không phải đi về phía tháp đá rồi sao? Sao lại quay về cùng với Para? Thì ra vài chục phút trước Gavin thành công gặp mặt Rebecca. Hai người thương lượng nhanh cách để đi vào bên trong tháp đá. Những quặng đen trong hầm mỏ là nguồn năng lượng của cánh cửa dịch chuyển. Bọn họ có thể đi cướp hàng sau đó cải trang thành người chuyển hàng đi vào trong tháp. Mà căn phòng có cánh cửa dịch chuyển bắt buộc phải dùng tấm thẻ này mới có thể mở ra. Đây là thứ mà trước đó Scott đã trộm từ chỗ của ông Silas. Có điều Gavin vẫn còn một nghi vấn tại sao phải chỉ định anh tham gia hành động. Lúc này Rebecca lại tiết lộ một bí mật động trời. Thì ra bố mẹ của Gavin là một trong những người đã xây dựng nên tháp đá. Ngoại trừ hai người họ còn có Rebecca và ông Silas đều tham gia vào. Có điều sau này bọn họ xảy ra tranh chấp rồi đường ai nấy đi. Đúng lúc này Para đột nhiên xuất hiện cùng với mấy người trong bộ tộc. Nhìn thấy Gavin sau khi trưởng thành, cô ấy vô cùng vui mừng. Có điều cô ấy nhanh chóng nói ra mục đích đến đây của mình. Trong có lạc có mấy người nhìn không vừa mắt doanh trại Para đang đi đến đó để ngăn cản bọn họ lại. Gavin nghe xong lập tức hoảng loạn. Vợ và con gái của anh đều ở đó. Gavin phớt lờ sự ngăn cản của Rebecca, cuối cùng quay về doanh trại với Para. May thay lúc bọn họ đến thì vẫn chưa muộn, kịp thời ngăn cản trận chiến này. Nhưng mọi người còn chưa buông vũ khí xuống thì lại có tiếng thú dữ gào thét trong màn sương.
sau đó một bầy sói nồng nặc sát khí đi đến. Mọi người bị dọa sợ đến mức chỉ có thể trố mắt nhìn. Eve không khỏi hét lớn một tiếng. Mọi người bắt đầu chạy toán loạn về tứ phía. Phát điên chạy vào nơi kiên cố gần đó nhất. Rebecca vì để giúp Gavin đi tìm vợ mà bị một con sói lớn xô ngã. Gavin vội vàng nhấc một cây gậy lên đánh gục con sói. Rồi cùng với Scott đỡ Rebecca đang bị thương trốn vào một chiếc xe hơi. Mà Eve trong lúc chạy trốn nhìn thấy tên đầu chọc của bộ lạc Para ngã trên mặt đất. Cô không suy nghĩ gì mà lập tức chạy qua giúp đỡ. Không ngờ rằng một con sói hoang xông đến. Thì ra nam thần Levi kịp thời đến cứu họ. Mấy người vội vàng trốn vào trong một nhà vệ sinh bên cạnh. Có thể nói mạng của tên đầu chọc là nhờ Eve và Levi liều trước cứu lấy. Trải qua nhiều chuyện như vậy anh ta cũng buông bỏ thành kiến. Nói rằng sẽ không làm khó những người trong doanh trại nữa. Eve băng bó vết thương xong tính ra ngoài tập hợp với con gái. Cô bé đang ở trong một chiếc xe buýt lớn lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm. Sự việc đúng như cô dự đoán, trong xe buýt có rất nhiều người đang trốn. Mấy con sói cứ trực chờ bên ngoài không chịu đi. Veronica từ nhỏ đã có chứng sợ không gian hẹp. Lúc này cô ngồi trên xe sợ đến mức run lẩy bẩy. Đột nhiên trên nóc xe có tiếng bước chân. Lúc này mọi người mới nhận ra con sói lớn đã trèo lên trên rồi. Hiển nhiên bọn chúng đang tìm một kẽ hở. Mấy con sói giữ liều mạng cào nóc xe. Không lâu sau nóc xe bị toạc một cái lỗ lớn. Mọi người sợ đến tái mét mặt mày. Mà nam chính Gavin ổn định cho Rebecca bị thương xong vội vàng chạy ra bên ngoài. Anh cũng đang lo lắng cho con gái đang bị mắc kẹt. Lại bất ngờ gặp được vợ cũng đang chạy đến. Mấy người thảo luận một hồi lập tức nghĩ ra một kế hoạch to gan để giải cứu doanh trại. Mấu chốt nằm ở quặng đốt mà Levi đem ra từ bên trong hầm mỏ. Lúc này những người đang mắc kẹt trong xe buýt đã đạt đến mức nguy hiểm cực hạn. Bởi vì bất cứ lúc nào bầy sói cũng có thể xông vào. Sam vươn tay cầm lấy bình cứu hỏa đập mạnh vào cái lỗ, muốn ngăn cản đợt công kích này. Nhưng mọi người còn chưa kịp thở phào. Ai có mắt thì đều biết tấm kính thủy tinh mỏng manh không chịu được va chạm mạnh mấy lần như vậy. Ngay lúc này Gavin đột nhiên từ bên ngoài xe đi vào. Anh bảo mọi người nhanh chóng nằm xuống. Mà Eve ở bên ngoài xe đã giương cung, trên mũi tên còn gắn thêm quặng đốt. Ngay sau đó mũi tên nhắm chuẩn xác. Mồi lửa vốn dùng để đối phó với thổ dân lập tức gây nên một vụ nổ. Ngọn lửa bốc lên nghi ngút, bầy sói có con thì chết có con thì bỏ chạy. Bọn họ xem như đã thành công vượt qua nguy hiểm lần này. Trải qua nhiều việc như vậy, bộ lạc Para lại tốt trở lại với doanh trại những người sống sót. Mà Coleman lúc trước không muốn xảy ra xung đột với người mình yêu, đã sớm trốn vào trong một bụi cây. Vì thế đã may mắn thoát được sự tấn công của bầy sói. Sau một thời gian dài suy nghĩ, Coleman cũng phát hiện ra tộc trưởng Para quan trọng với anh ấy nhường nào. Anh ấy cảm thấy không nên vì chuyện doanh trại mà đứng về phía chống đối cô. Para nghe xong hoàn toàn xúc động. Đôi tình nhân cách nhau đến 10.000 năm này cuối cùng lại về bên nhau. Mà Scott ở bên ngoài doanh trại lúc này hết sức hoảng loạn. Bởi vì vết thương của Rebecca đã chuyển biến xấu rồi. Đám người Gavin nghe xong lập tức chạy đến. Nhìn thấy dáng vẻ của Rebecca, sắc mặt đều trở nên trắng bệch. Rebecca dường như cũng biết mình sắp không xong rồi. Cô ta dùng hết sức lực còn sót lại nói với Gavin. Cậu không chiến đấu một mình. Mẹ của cậu sẽ trở về đây từ năm 1988. Đưa mọi thứ về lại đúng quỹ đạo. Gavin còn chưa kịp hiểu ý của cô ta là gì, Rebecca đã chìm vào giấc ngủ ngàn thu. Không ngờ rằng cô ta lại rời ra thế giới đột ngột như thế. Mọi người nhất thời cũng không tài nào tiếp nhận được. Có điều cuộc sống sau đó vẫn phải tiếp tục. Mọi người điều chỉnh lại tâm trạng chuẩn bị tiếp nhận những thử thách còn chưa biết. Gavin quyết định phải tiếp tục kế hoạch mà Rebecca đã vạch ra. Trước tiên phải đi đến hầm mỏ để cướp quặng, sau đó trà trộn vào tháp đá. Đón con của mình và Sam quay lại. Nhưng bọn họ không biết rằng Josh và Riley đang ở năm 1988 lại không hề vội tìm đường về nhà, mà muốn giúp giáo sư hết sức để chứng minh về sự tồn tại của hố sụt. Biện pháp tốt nhất chính là điện thoại của Josh. Sai một hồi kích điện thủ công thì điện thoại của cậu cũng mở lên. Bên trong lưu giữ rất nhiều hình ảnh đủ để nói rõ về sự tồn tại của các khe hở thời không. Giáo sư quyết định đưa chiếc điện thoại đến tìm tiến sĩ Caroline. Cô ấy là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực. Chỉ cần có thể thuyết phục đối phương gia nhập thì những người khác cũng sẽ nghe theo. Sự thật chứng minh bọn họ quá là ngây thơ. Caroline nhìn thấy những bức ảnh trong điện thoại xong cho rằng đều là do có người làm giả. Không hề cho Riley cơ hội để nói chuyện mà lập tức rời đi. May thay trợ thủ của cô rất lương thiện. Cô ấy cho rằng Riley không giống một người đang nói dối. Thế là đưa thẳng bọn họ đến nhà của tiến sĩ Caroline. Lúc này Josh và Riley mới có cơ hội kể chi tiết về chuyện mình đã xuyên không. Nhưng khi bọn họ nhắc đến cậu bé Isaiah, Caroline lại kinh ngạc. Bởi vì cô chính là mẹ của Isaiah. Josh càng thêm kinh ngạc hơn, không ngờ rằng người phụ nữ trước mặt lại là bà nội của cậu. Nam chính Gavin đang lên kế hoạch ở doanh trại. Làm cách nào để có thể đi vào bên trong tòa tháp thần bí. Lợi dụng cửa dịch chuyển để cứu con trai đang bị kẹt ở năm 1988 quay về. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy giả làm người chuyển quặng rồi lẻn vào là cách tốt nhất. Sau đó một đoàn người hừng hực xuất phát. Những người có sức chiến đấu ở trong doanh trại đều không ở lại. Độ nguy hiểm của nhiệm vụ lần này không hề thấp. Trong lòng mọi người đều cảm thấy nặng nề. Chỉ có tâm trí của Gavin không nằm ở đó. Anh đã đoán ra được vợ mình và Levi đã có tình cảm thầm kín với nhau. Lúc này anh vẫn muốn nỗ lực, hy vọng có thể cứu vãn mối tình này. Thế là anh chuyển sang cách nịnh hót. Trong lúc hai người nói chuyện, trong rừng đột nhiên có tiếng động. Mọi người dừng bước theo bản năng cảnh giác nhìn xung quanh.
chỉ thấy bóng dáng của Virgil từ bụi cỏ xông ra. Eve nhận ra đây là Virgil lén chạy từ trong hầm mỏ ra đây. Ông ta nói những kẻ bị trục xuất chuẩn bị đóng cửa hầm mỏ rồi. Lực lượng canh gác được gia tăng thêm gấp nhiều lần. Đám người Gavin vẫn không từ bỏ lén chạy đến xem. Đám lính canh quả nhiên nhiều lên. Đám người này vừa xử lý quặng vừa đếm số công nhân. Nhìn trông có vẻ muốn chia người ra làm hai nhóm. Người xe vận chuyển quặng sẽ đi về phía đông, mà thợ mỏ ở một hang mỏ khác ở phía tây. Môi trường ở đó vô cùng ác liệt, tỷ lệ tử vong gần 100%. Rốt cuộc là đi cướp xe mỏ trước hay cứu thợ mỏ đây? Levi liền đưa ra đề nghị, thúc giục mọi người chia làm hai đường là được. Một nhà Gavin ba người cùng với Sam phụ trách đi cướp một chiếc xe than. Có điều bảo vệ đều đang tụ tập ở đây. Nào ngờ mới đi được vài bước, mấy người họ bị rơi xuống bẫy do kẻ lưu vong chuẩn bị. Sam cầm bật lửa lên và phát hiện có bộ hài cốt ở gần đó. Xem ra họ không phải nhóm người đầu tiên tới đây. Ngay lúc này, Izzy bỗng cảm thấy có gì đó sau lưng. Mấy người họ không kiềm được tò mò mà tiến lại. Hóa ra là một con nhện khổng lồ. Eve dùng tay đập nó xuống, cô an ủi rằng không có chuyện gì cả. Nào ngờ trên đỉnh hang và mặt đất lại có nhiều con nhện bò ra. Mọi người sợ hãi lùi về sau, Sam lấy bật lửa trên tay đuổi chúng đi. Nhưng đây không phải kế lâu dài. May rằng Gavin vô tình phát hiện được một lỗ hổng trên tường. Đây có lẽ là đường hầm đập thông khi đào mỏ. Đám người họ vội bò vào trong miệng hang, Gavin nhân cơ hội bịt miệng hang lại. Nhưng lúc này họ vẫn chưa thể thoát khỏi nguy hiểm, bởi vì ở đây vẫn là trong hang mỏ. Gavin vội lấy tấm bản đồ ra, rất nhanh anh tìm được hướng lối ra bị ẩn đi của đường hầm. Nhưng khi họ tới nơi thì lại thấy lối ra này đã bị bịt chặt. Trong lòng họ bỗng hoang mang, bây giờ chỉ có thể đi ra từ cửa chính. Sam liền nói rằng để anh đi dò đường trước, để lại ba người nhà Gavin đợi ở chỗ cũ. Không khí bỗng chìm vào im lặng, Izzy liền phá vỡ sự yên tĩnh ấy. Cô thấy quan hệ của bố mẹ không nên như vậy. Nguyện vọng lớn nhất của cô chính là cả gia đình quay về như lúc đầu. Lời này liền khiến Gavin và Eve cảm thấy ngượng ngùng. May rằng lúc này, Sam đã đi dò đường trở về. Anh đã tìm được lối đi tới cửa chính, nhưng giữa đường còn có 4 tên lính nữa. Hơn nữa, số lượng lính canh ở cửa chính sẽ nhiều hơn. Mấy người họ hợp lại liền nảy ra một ý tưởng. Bọn họ khẽ tiến về phía sau mấy tên lính rồi cầm sẻng lên đập mạnh. 4 tên lính canh liền ngã ra đất, nhóm người Gavin liền cởi quần áo ra. Hóa ra họ định cải trang thành lính canh. Nào ngờ Eve vừa cởi áo khoác ra lại có 2 lính canh khác đi ngang qua. Gavin kéo Eve mau chóng nấp vào một bên, hai người bốn mắt nhìn nhau nín thở. Không khí ấm áp suýt làm Gavin không kiềm lòng nổi. Eve vội chuyển chủ đề, cô nói rằng lúc này phải thay quần áo. Levi, Scott, Lucas ở bên này định cứu thợ mỏ ra. Chỉ là lính canh áp giải nhiều hơn bình thường gấp bội, địa hình xung quanh cũng vô cùng rộng lớn. Cho dù đánh lén cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Levi liền quyết định chuyển cứu binh vì ở đây rất gần bộ lạc Parap. Scott và Lucas ở lại phụ trách trông chừng bọn họ, đợi chi viện đến mới động thủ. Hai người vốn tưởng nhiệm vụ này rất nhẹ nhàng, nhưng rất nhanh họ phát hiện ra có gì đó sai. Đám lính canh này bỗng định đưa thợ mỏ đi đường thủy. Lucas chợt nhận ra nếu họ thành công lên thuyền thì họ không thể đuổi kịp. Họ buộc phải kịp thời ngăn cản mới được. Scott khuyên anh nên bình tĩnh lại. Chỉ dựa vào hai chúng ta giờ đi qua đó như tự chui vào giọ. Nào ngờ Lucas lại rất kiên định có những chuyện làm thì mới biết có được hay không. Thấy đám thợ mỏ đang lên thuyền, Lucas bỗng xông ra từ bụi cỏ để khiêu chiến. Lính canh thấy vậy liền rút dao ra tức giận lao về phía Lucas. Thấy họ càng chạy càng xa, Scott trốn ở một bên bỗng chạy ra. Anh châm lửa vào cánh buồm của con thuyền trên nước. Mục đích kéo dài thợ mỏ của họ đã hoàn thành. Nào ngờ những tên lính bỗng quay lại. Scott vẫn đang đứng lại vui mừng bỗng đơ người ra, anh vội vắt chân lên cổ chạy. Ngay khi anh sắp bị đuổi kịp, bỗng có mũi tên bay từ trời xuống. Lính gác đuổi theo đều ngã lăn ra đất. Hóa ra Levi đã đưa bộ lạc Parap tới kịp thời. Scott và Lucas ôm lấy nhau. Hai anh em cuối cùng cũng thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Tiếp theo họ phải đi tập hợp với nhóm người Eve. Ở cửa chính hang mỏ, 4 tên lính áo đen đẩy xe than ra. Có vài người vội vã đi ra, đó chính là đám người Gavin cải trang. Nhưng họ chưa kịp vui mừng thì đã phát hiện còn có một cửa nữa. Người canh gác ở đây chính là tên Tammy. Hắn có những câu hỏi không yên tâm, may rằng Gavin biết tiếng địa phương. Sau khi trả lời thản nhiên vài câu họ cũng được cho qua cửa. Nào ngờ họ rời đi chưa bao lâu, một tên áo đen trong hang chạy ra. Hắn nói phát hiện được vài tên lính canh bị trói. Tammy liền nhận ra 4 người vừa nãy có vấn đề. Thế là hắn vội triệu tập người để đuổi theo. Nhóm người Sam rất nhanh phát hiện được lính đuổi theo phía sau. Mọi người trên xe đều tròn mắt lên nhìn. Chớp mắt nhóm người Tammy đã đuổi theo xe than, nhưng trên xe lại chẳng có người. Khi họ vẫn đang chưa hiểu, Gavin bỗng xuất hiện. Một mình anh chấp hết đám Tammy. Nhưng thực lực của họ quá cao, có tới tận 4 người. Trong đó còn có 2 phụ nữ, nhóm Gavin liền rơi vào thế nguy hiểm. May rằng lúc quan trọng, Levi bỗng xuất hiện. Anh như con trâu được lao về tên lính gác đang cản Eve. Gavin ở bên này thấy vậy há hốc miệng. Tammy nhận thấy viện binh của đối phương đã đến, hắn dứt khoát đứng lên bỏ chạy. Tộc trưởng Parap nhanh chóng rút cung ra chạy. Sau khi chọn đúng vị trí, cô liền rút mũi tên ngắm bắn. Nhưng sau khi thấy rõ mặt đối phương, Parap ngây người ra. Cô dần dần hạ cung xuống, Coleman không hiểu sao cô lại thả hổ về rừng. Para liền giải thích rằng cô quen hắn ta. Coleman thấy không chỉ đơn giản là quen biết.
Para nói thêm rằng đó là chồng của cô. Mọi người nhìn cô bằng ánh mắt khó tin. Para nói Tammy từng cấu kết với đám người lưu vong làm điều bất lợi cho bộ lạc. May rằng Para kịp thời nhận ra nên đuổi anh ra khỏi bộ lạc. Sau đó Tammy liền gia nhập vào trại người lưu vong. Para nói rằng cô phải trở về để phòng việc hắn đưa người tới báo thù. Còn nhóm người Gavin đang lựa chọn tiếp tục lên đường, tiếp tục đến tháp đá để cứu Josh và Riley. Chẳng mấy chốc tòa tháp đá trắng lệ cao chọc trời hiện ra trước mắt họ. Gavin liền lộ ra ánh mắt không thể ngờ được. Josh và Riley ở năm 1988 vô tình gặp Caroline, mẹ của Gavin, cũng là bà nội của Josh. Sau một lúc trò chuyện, Caroline thực ra cũng là người xuyên không. Bà xuyên không đến một vạn năm làm thí nghiệm. Bà vốn muốn cải thiện thế giới nhưng lại không giúp được gì. Thế là bà xuyên không tới đây vừa đúng lúc du hành tới năm 1988. Bà muốn sửa chữa lỗi lầm trước đây. Các loại hố sụt từng xuất hiện thực chất đều là thí nghiệm sai lầm của Caroline làm ra. Josh liền nhắc nhở bà. 72 tiếng nữa sẽ lại xuất hiện một hố sụt khổng lồ nữa, thậm chí sẽ dẫn đến sóng thần. Buộc phải nhanh chóng phát tán thông tin để giảm thiệt hại mới được. Caroline gật đầu nói rằng bà sẽ sắp xếp. Nhưng trước đó, bà phải một mình đi gặp Gavin hồi nhỏ. Riley có chút lo lắng, cô lo Caroline sẽ quen biết con trai ruột của mình. Như vậy sẽ thay đổi lịch sử được bố mẹ nuôi nhận nuôi. Như vậy rất có thể Josh sẽ biến mất. Nhưng hai người đã phát hiện ra Caroline không định gặp con trai mình, mà bà đi giới thiệu cho một nhà bố mẹ nuôi. Gavin nhỏ thấy người phụ nữ trước mặt rất quen nhưng lại không nhớ đã gặp ở đâu. Caroline không hề phá hỏng mà còn trịnh trọng dặn dò đứa trẻ chuyện khác, rằng nhất định phải tin tưởng bố mẹ nuôi của anh, họ là những người đáng để tin tưởng. Sau đó, Josh và Riley đuổi theo Caroline đang định rời đi. Họ nói rằng đã tới lúc ngăn cản sóng thần xảy ra. Nhóm người Gavin ngụy trang thành nhóm người đưa than. Cuối cùng họ cũng tới gần tháp đá và thở phào nhẹ nhõm. Họ tới trước lính gác ở tháp đá chuẩn bị nhận tra khảo. Nhóm người Levi nấp vào một bên để quan sát tình hình. Nào ngờ đám lính gác lại cẩn thận bất thường. Chúng hỏi sao Gavin lại tươi tỉnh như vậy. Gavin sớm đã nghĩ ra kế sách. Anh nói lúc trước người đưa hàng bị Tammy giết rồi. Đây là lần đầu tiên anh đi giao hàng. Lính canh gật đầu đồng ý cho anh qua. Nhưng không thể ngờ được, nhất cử nhất động trong này đều bị giám sát nhìn rất kỹ. Đến cả ông Silas cũng bị nhìn thấy rõ ràng. Chủ quản bảo vệ thấy ông xuất hiện liền nóng ruột ra lệnh bắt đám người Gavin lại. Eve bỗng hoảng loạn, chẳng lẽ bị phát hiện nhanh như vậy sao? Bỗng trong rừng có một mũi tên lao ra, hóa ra là ông Silas ra tay. Nhóm người Levi trốn ở một góc nhân cơ hội xông ra đánh lính gác cổng. Lucas không cẩn thận bị chúng gậy trích điện hét lên tiếng kêu thất thanh. Thấy lính gác càng lúc càng đông, mọi người liền bỏ chạy trước. Chỉ có Gavin đáng thương không thể chạy thoát, Eve vô cùng lo lắng. Cô cố chấp muốn vào trong tháp để cứu người. Sam để ý thấy dấu chân ở trên đất, tưởng rằng ông Silas đã nhảy từ đây. Ông lão này rất quen thuộc tháp đá. Chúng ta có thể nhờ ông ấy giúp. Nhóm người dần dần đi theo dấu chân, quả nhiên gặp ông lão trong bụi cây. Nào ngờ ông vừa đứng lên liền đuổi nhóm Eve rời đi. Tòa tháp đá đó rất nguy hiểm, mọi người đi chỉ lành ít dữ nhiều. Ông nói sẽ tự nghĩ cách cứu Gavin ra. Nhưng Eve vẫn cố chấp, cô tuyệt đối sẽ không bỏ rơi Gavin. Ông Silas hết cách đành dẫn mọi người đi cứu Gavin. Nhưng họ đã phát hiện trong nhóm thiếu mất hai người. Hóa ra trong cuộc xung đột lúc nãy, Scott đưa Lucas chạy đi đầu tiên. Nhưng họ lại bị lạc khỏi đội. Thấy vết thương bị điện trích của Lucas, Scott bỗng nhớ lại người chết trong lời chú. Vết hằn trên da rất giống anh, nên Scott lo lắng Lucas sẽ nguy hiểm tính mạng. Anh gạt bỏ suy nghĩ đánh đối phương để tiếp tục thâm nhập vào tháp đá, kéo Lucas về phía lều chú. Chẳng mấy chốc hai người đã đến nơi, nhưng vết thương lúc này càng nghiêm trọng hơn. Vết hằn đỏ lừ trên người anh rõ hơn trước rất nhiều. Mọi người đều sợ hãi trước cảnh tượng này. Với môi trường điều trị hiện tại, Lucas chỉ đành tự cứu. Trong lòng Veronica luôn có cảm kích với anh. Cô một mình ra ngoài thu hoạch lô hội về. Tuy không biết nó có tác dụng gì cho vết thương không, nhưng ít nhất nó có thể giảm đau. Coi như cô bày tỏ tâm ý với anh. Nhưng hy vọng càng đẹp đẽ thì hiện thực lại khốc liệt. Chưa hết tới một ngày, vết hằn đỏ trên người Lucas đã lan tới cổ. Trạng thái tinh thần của anh càng ngày càng kém. Dường như không bao lâu nữa mạng của Lucas sẽ không giữ được. Nhóm người Eve ở xa lúc này đang đi theo ông Silas vào tháp đá để cứu Gavin. Ông Silas biết đường hầm dưới đất của tháp đá có miệng xả nước. Từ đó có thể đi thẳng vào bên trong tháp đá. Mấy người họ đang chuẩn bị tiến lại gần, bỗng một con chim ưng to lớn lao tới. Nó quắp con nai đi biến mất ngay tức khắc. Mọi người sợ hãi há hốc mồm. Đến trước lối vào miệng thoát nước buộc phải đi qua con chim ưng này. Lòng ham muốn cứu người của Eve khiến cô quả quyết hơn. Cô dặn dò mọi người sau 3 giây phải xông về miệng thoát nước. Còn cô sẽ đứng lên hét to trước con chim ưng. Chiêu này quả nhiên có ích. Eve nhanh chóng thu hút sự chú ý của chim ưng. Những người khác nhân cơ hội tiến vào miệng thoát nước. Ngay khi con chim ưng sắp bắt được Eve, Silas nhanh tay nhanh mắt rút cung tên ra bắn. Eve cũng được thở phào nhẹ nhõm thoát nguy hiểm mà vào miệng thoát nước. Chẳng mấy chốc, bọn họ đã vào bên trong tháp đá. Đây là vị trí đường hầm vận chuyển thấp nhất của tháp đá. Silas rất quen thuộc nơi này. Chỉ cần đi qua nơi này để tới phòng an toàn là có thể xác định vị trí của Gavin qua camera. Nhưng họ chưa vui mừng được bao lâu thì gặp phải những tên kỹ sư tới tu sửa. Kết quả họ bị bảo vệ vây giữ ngay lập tức. Mọi người bỗng sững lại, không ngờ chưa cứu được người đã bị bắt lại. Còn Gavin cuối cùng cũng tỉnh lại từ cơn hôn mê,
Anh phát hiện mình đã ở trong tháp đá, trên cổ có một vết thương nhỏ không biết để làm gì. Ngay lúc này, một gã đầu xoăn mặt nghiêm túc xuất hiện. Ông chính là James, quản lý tháp đá. Ông chủ động thừa nhận rằng ông chính là cha của Gavin. Trước đây Gavin đã nghe rất nhiều tin tức về cha của mình. Lúc này anh không hề bất ngờ mà ngược lại liên tục chất vấn cha mình. Tại sao bao nhiêu năm qua ông không tới tìm tôi? James vô cùng thành khẩn nói rằng ông không hề biết Gavin tới được đây. Sau đó ông bắt đầu giới thiệu về lai lịch của tòa tháp đá. James đến từ Los Angeles năm 2076. Bởi vì sự phá hủy của loài người dẫn đến tài nguyên trái đất bị thiếu hụt vô cùng. Kế hoạch tháp đá vì thế được sinh ra để ngăn sự hủy hoại mà con người tạo nên. Họ phát hiện 10.000 năm trước tài nguyên thiên nhiên rất phong phú. Hơn nữa các loài sinh vật được bảo tồn hoàn chỉnh. Những vật tư và thành quả nghiên cứu này sẽ được chuyển về năm 2076 qua tòa tháp đá. Gavin vô cùng tán thành với kế hoạch này. Nhưng trong lòng anh vẫn còn điều nghi hoặc. Việc xây dựng tòa tháp đá cũng có công lao của ông nội và mẹ. Vậy tại sao phải chấm dứt với họ? Mặt James bỗng tối sầm lại, từ đầu tới cuối đều không tiết lộ gì. Gavin biết có ép hỏi ra chắc chắn không phải nói thật lòng. Thế là anh không băn khoăn về vấn đề này nữa. Sau đó anh nói về ý định tới đây của mình. Anh muốn thông qua cửa vận chuyển để quay về năm 1988 tìm con trai của mình. James không hề tỏ thái độ mà đưa Gavin tới phòng thí nghiệm. Ánh sáng xanh ở giữa vô cùng rõ ràng, Gavin bất ngờ mở to mắt. Không ngờ bọn họ đã nghiên cứu, tạo ra cực quang có thể du hành thời gian. James vô cùng đắc ý. Bên trong quặng đen có nguyên tố Urani. Luyện chế nó có thể cung cấp nguồn năng lượng xuyên không cho cực quang. Gavin vô cùng hưng phấn, cuối cùng anh cũng có thể xuyên trở về năm 1988. Không ngờ James lại hất cho anh một gáo nước lạnh. Bọn họ chỉ có thể thông qua cánh cửa xuyên không tới năm 2076, chứ không thể nào quay trở về năm 1988 được. Gavin sững sờ, ông ngoại Silas đã từng nói là có thể mà. James vẻ mặt rất chân thành, nói ông ta sẽ nghĩ cách giúp đỡ Gavin đi về năm 1988, chỉ cần Gavin có thể ở lại. Lời nói này khiến cho Gavin rơi vào trầm tư. Anh cảm thấy điều bản thân muốn nhất là đoàn tụ cùng với vợ và các con. Dù nơi này không lo ăn mặc, nhưng đây không phải là những gì anh muốn. James một lần nữa hứa hẹn, ông ta sẽ giúp đỡ Gavin thực hiện nguyện vọng. Nhưng Gavin lại cảm thấy không thể tin tưởng người cha này. Cho rằng ông ta đang có chuyện gì đó muốn che giấu anh. James trầm mặc trong chốc lát, lấy bức ảnh Gavin chụp chung với mẹ khi còn nhỏ. Ông ta nói trước kia ông ta đã từng phạm một số sai lầm. Cho nên mẹ của Gavin và ông ngoại mới lựa chọn quyết liệt. Nhưng bây giờ ông đã nhận ra được sai lầm của mình. Hy vọng bản thân có cơ hội sửa chữa sai lầm. Chính lúc này, ông ta được cấp dưới báo cáo khẩn cấp. Thế là ngay lập tức, hai cha con Gavin đi tới đường hầm đa chức năng. Ở đây anh gặp được nhóm người Eve bị bắt. Một nhà ba người lại được đoàn tụ, đương nhiên vô cùng kích động. Nhưng Silas khi nhìn thấy James lại không thể nào vui nổi. Ông ấy nói Gavin đừng tin những lời giả dối của James. James đã từng tham gia vào quá trình xây dựng tháp đá. Đương nhiên cũng biết sự tồn tại của cánh cửa xuyên không về năm 1988. Lúc này, James thấy cũng không thể nào che giấu được nữa. Chỉ có thể thừa nhận vừa rồi ông ta đã lừa đối với Gavin. Nhưng ông ta làm như vậy chỉ là vì không muốn để Gavin rời đi mà thôi. Gavin bình tĩnh lại, nói với người cha từ trên trời rơi xuống của mình là nếu như ông muốn hối lỗi, vậy thì hãy đưa mọi người tới năm 1988, đồng thời hãy thả ông ngoại ra. Cuối cùng James đã đồng ý tất cả lời cầu xin của Gavin. Có vẻ như ông ta thật lòng muốn quay đầu rồi. Nhóm người Gavin cùng nhau tập trung ở trước cánh cửa xuyên không năm 1988. Sam vô cùng sốt ruột bước vào đầu tiên. Sau đó tất cả mọi người liên tục đi vào trong cánh cửa xuyên không. Trợ lý bên cạnh lại có chút không hiểu. Ngài tốn nhiều công sức như vậy mới tìm được con trai. Vì sao lại để cho anh ta rời đi? James có vẻ đã suy nghĩ thông suốt rồi. Nếu như không để cho Gavin rời đi, ông ta sẽ vĩnh viễn mất đi anh. Chuyển cảnh tới một bãi cát vàng năm 1988. Josh và Riley đang tựa lưng vào nhau trên băng ghế dài. Vừa hay gặp được nhóm người Gavin vừa mới xuyên không về. Lần này cuối cùng cả nhà bốn người cũng được đoàn tụ. Ngay khi tất cả mọi người đang vô cùng kích động, Josh đã vội vàng kể về trải nghiệm của mình trong mấy ngày nay. Ngày hôm qua, khi bọn họ và Caroline bàn bạc cách ngăn cản các hố sụt xuất hiện, Caroline có chút thần bí mang hai người tới một căn phòng bí mật. Bên trong có những máy tính kiểu cũ. Không ngờ Caroline sớm đã bắt đầu thiết kế ra virus, dùng để phá hủy kế hoạch tháp đá thời kỳ viễn cổ. Cô ấy chỉ có thể làm như thế này mới có thể ngăn cản được. Các sự kiện hố sụt bắt nguồn từ tháp đá. Không ngờ mấy người vừa mới ngồi xuống, tất cả các máy tính đều bị tắt. Caroline đoán nguồn điện xảy ra vấn đề. Thế là Josh và Riley lập tức đi tìm hộp điện. Sau khi kiểm tra phát hiện thì là cầu chì đã bị cháy. Hai người vô cùng thành thục sửa chữa điện khôi phục lại. Caroline nói hai người đứng tại chỗ chờ một lúc, tránh để cho cầu chì lại lần nữa bị cháy. Hai linh hồn không chịu được buồn chán nhìn nhau rồi mỉm cười, cùng nhau chơi đùa trong sân trượt băng. Ánh mắt hai người nhìn nhau say đắm, tình cảm cũng từ đó mà dâng trào. Ngay thời khắc then chốt, bên trong bộ đàm vang lên giọng nói của Caroline. Cô ấy nói bản thân đã bị người khác phát hiện, nói Josh nhanh cúp điện. Cuối cùng hai người chỉ nghe thấy một câu nói của Caroline. Đừng quên ăn bột yến mạch. Nay khi hai người vội vàng chạy tới phòng làm việc bí mật, phát hiện Caroline đã biến mất.
Josh đoán, thế lực đến từ tháp đá đã bắt cô ấy đi rồi. Sau đó nhớ lại lời nói cuối cùng của cô ấy. Thế là vội vàng chạy vào phòng bếp đổ hộp yến mạch ra. Quả nhiên bên trong có thứ gì đó, nhưng hai người không biết nó là gì. Gavin nghe xong lập tức rơi vào trầm tư. Không ngờ năm 1988 cũng đã dục dịch các đợt sóng ngầm. Chính lúc này, đột nhiên mặt đất bắt đầu chấn động. Josh lập tức hiểu ra, nơi này sắp xảy ra hố sụt mới. Giống hệt như Labra. Nhóm người Gavin hiểu rất rõ. Cần phải phá hủy kế hoạch tháp đá thời kỳ viễn cổ mới có thể ngăn cản được tai họa này. Tiến sĩ Caroline là chuyên gia trong vấn đề này, trở thành nhân vật then chốt. May mắn trước khi cô ấy bị bắt đi đã để lại một máy nhận tín hiệu. Như vậy có thể xác định được vị trí của cô ấy. Gavin lập tức quyết định xuất phát cứu người trở về. Dựa vào định vị, xác định Caroline đang bị nhốt trong một nhà kho khu xưởng. Levi sau khi thăm dò phát hiện có rất nhiều lính canh gác, nhất là bên trong nhà kho còn có hai người canh gác cả ngày. Gavin vô cùng sốt ruột, lập tức sử dụng biện pháp nguy hiểm nhất. Đầu tiên bọn họ sẽ sử dụng cánh cửa lớn, thu hút hai tên bảo vệ chú ý, âm thầm xâm nhập, sau đó đột ngột tấn công, thuận lợi giải quyết hai tên bảo vệ. Hai mẹ con đã vượt qua 10.000 năm cuối cùng cũng gặp lại, nhưng lúc này không phải là lúc để tâm sự. Ngay khi mấy người chuẩn bị rời đi, vẫn bị bảo vệ canh gác ngoài hành lang phát hiện. Levi chủ động chạy tới chặn địch, kết quả không cẩn thận bị trúng một phát súng. Mấy người vội vàng đi tới căn cứ đã sắp xếp từ trước. Chỉ là vết thương của Levi không quá lạc quan, cần phải lập tức xử lý miệng vết thương mới được. Nhưng Caroline lại có việc gấp. Cô ấy phải lập tức trở về nhà hoàn thiện virus trên máy tính. Lo là nếu như tiếp tục kéo dài sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Gavin cũng cảm thấy thời gian rất cấp bách, cần thiết phải mang đủ nhân thủ mới được. Nhóm người nhanh chóng đi tới nhà của Caroline. Tìm kiếm một vòng cũng không phát hiện ra kẻ địch, nhưng không thể buông lỏng cảnh giác. Eve và hai con chia ra để canh gác các nơi. Gavin và Caroline tới căn phòng bí mật dưới đất. Không ngờ virus đã được giấu trong trục đèn. Caroline không nói dài dòng. Sau khi mở máy tính ra tiếp tục bắt đầu lập trình virus. Thấy sắp thành công, Gavin mới có cơ hội hỏi các bước cụ thể ngăn cản tháp đá. Thì ra Caroline đang chế tạo ra virus, lợi dụng hố sụt Hollywood trở về tháp đá 10.000 năm trước. Chỉ cần lan truyền virus ở đó mới có thể phá hủy cánh cửa truyền tống, ngăn cản được sự xuất hiện của các hố sụt. Gavin lại phát hiện có điều không đúng. Nếu như các cánh cửa xuyên không đều bị phá hủy, mọi người làm cách nào để trở về xã hội hiện đại? Caroline dường như đã giác ngộ từ sớm. Sau khi phá hủy máy chủ tháp đá, tất cả mọi người chỉ có thể ở lại niên đại này. Gavin cảm thấy cần phải bàn bạc với người nhà một lúc. Một nhà bọn họ cho dù chuyện gì xảy ra đều phải ở bên nhau. Cuối cùng bọn họ bàn bạc xong quyết định, ở lại năm 1988 không đi đâu nữa. Nơi này còn tốt hơn là ở thời đại viễn cổ. Eve ngoài mặt tỏ ra rất nhẹ nhàng, nhưng con gái Izzy tinh tế lại biết. Trong lòng cô vẫn còn đang nhớ tới Levi đang bị thương. Còn bên kia, hai cha con Sam cuối cùng cũng xử lý xong vết thương cho Levi. Khi mọi người tới nhà của Caroline, rất nhanh đã biết thông tin cánh cửa xuyên không sắp biến mất. Ý của Sam là vẫn nên trở về thời đại viễn cổ. Như vậy mới có một tia hy vọng trở về xã hội hiện đại để đoàn tụ với vợ. Còn Levi lại rất kiên định. Anh ấy sẽ ở lại năm 1988, tiếp tục bên cạnh bảo vệ Eve. Đột nhiên Sam chạy tới hét lớn, có hai chiếc xe chạy tới đây. Hiển nhiên nó là thế lực tháp đá tới tìm bọn họ. Gavin lập tức chạy xuống tầng hầm, chạy tới chỗ Caroline vừa mới lập trình virus xong. May mắn tốc độ của hai người đủ nhanh, trước khi kẻ địch xông vào đã kịp thời chạy ra khỏi cửa sau. Cảnh tượng vừa chuyển tới thời tiền sử thời kỳ viễn cổ 10.000 trước. Coleman và tộc trưởng Para đang tìm kiếm kẻ lưu đày Tamet. Bọn họ bao vây anh ta và đảm thuộc hạ lại ở một mảnh đất trống. Khi nhóm người trở về thôn làng, vừa hay gặp được Lucas bị thương tới cầu xin giúp đỡ. Sau khi anh ta bị bảo vệ trong tháp đá dùng điện tấn công, các đường vân màu đỏ nổi lên càng ngày càng rõ ràng. Tộc trưởng Para là người địa phương, tuy đã từng nghe về vết thương này, nhưng mà cô ấy cũng không biết cách chữa trị như thế nào. Không ngờ Tamet bị bắt đột nhiên nói, gần đây có dược thảo có thể chữa trị. Trước kia anh ta luôn phục vụ tháp đá, biết về vết thương này thì cũng không có gì là lạ. Khi mọi người sử dụng ánh mắt khẩn cầu nhìn mình, Tamet lập tức nói điều kiện. Nếu như cứu được Lucas, phải thả anh ta ra. Para sau khi nghe xong, lập tức từ chối. Tamet chỉ đành lùi bước, ra điều kiện khác. Vậy thì dựa theo quy tắc cũ của trong bộ tộc, quyết đấu một trận công bằng. Nếu như anh ta chiến thắng thì có thể tự do rời đi. Nếu như anh ta thua thì sẽ ở lại đưa thuốc giải ra. Para do dự một lúc, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Đột nhiên Tamet lại lộ ra một nụ cười âm hiểm. Thì ra đối tượng quyết đấu của anh ta không phải là Para, mà là Coleman mới gia nhập vào bộ lạc. Para tức giận toàn thân run rẩy, lập tức để cho thuộc hạ mang Tamet đi xuống. Coleman biết người trong lòng đang lo lắng cho an nguy của anh ấy. Nhưng anh ấy không thể vì sợ chết mà trơ mắt nhìn đồng đội của mình chết đi. Para lại lý trí hơn nhiều. Nếu như cô ấy và Tamet quyết đấu, vậy còn có vài phần chiến thắng. Nhưng Coleman lên sân thì không hề có chút hy vọng chiến thắng nào cả. Thậm chí ngay cả cái mạng nhỏ cũng không giữ được. Nhưng Coleman đâu phải là người ham sống sợ chết. Vì tính mạng của đồng đội, anh ấy phải đánh cược một phen. Lúc này, Scott và Veronica bên trong phòng đang sốt ruột không thôi.
Tình trạng hiện tại của Lucas e là không chịu nổi thêm vài tiếng nữa. Bây giờ phương pháp duy nhất để cứu được anh ấy chính là lấy được thuốc giải ở trên người Tamet. Nhưng tộc trưởng Para lại vô cùng cố chấp, không chịu đồng ý với yêu cầu của anh ta. Scott đột nhiên nghĩ ra biện pháp vẹn toàn hai bên. Không lâu sau, Tamet bị người trong bộ lạc áp giải tới sân đấu võ của bộ lạc. Một trận quyết đấu máu me nguyên thủy lập tức bắt đầu. Tộc trưởng đi lên phía trước tuyên bố quy tắc. Hai người chiến đấu cho tới khi một người chết đi hoặc là một người nhận thua thì thôi. Sau đó cô ấy hét lớn một tiếng, trận quyết đấu bắt đầu. Cũng không biết Coleman gom góp dũng khí ở đâu ra, lại dám chiến đấu với Tamet am hiểu chiến đấu giáp lá cả. Chỉ đánh vài chiêu, Coleman đã bị đánh cho không ngóc đầu lên được. Bạn tốt đứng xem bên cạnh lo lắng nhíu chặt chân mày. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Tamet nhẹ nhàng đánh rớt vũ khí của Coleman. Anh ấy bị đánh bại, nằm gục dưới mặt đất. Sau đó chỉ cần cắt đầu xuống là được. Nhưng Tamet lại chậm chạp không ra tay, mà nhìn chằm chằm vào Para. Coleman thấy vậy, đột nhiên bùng nổ. Tập kích đánh cho Tamet ngã ngửa, thành công lật ngược thế cờ. Tamet không cam lòng buông bỏ vũ khí nhận thua. Coleman và Para vô cùng kích động ôm chầm lấy nhau. Không lâu sau một chén thuốc xanh biếc được bưng tới trước mặt Lucas. Bây giờ đã không thể quan tâm được thuốc giải là giả hay thật. Vội vàng đổ thuốc vào trong miệng của Lucas. Trong ánh mắt chờ đợi của mọi người, Lucas rên rỉ mấy tiếng. Những đường vân màu đỏ trên người dần dần biến mất bằng tốc độ mắt người có thể nhìn thấy. Hiển nhiên thuốc giải đã có tác dụng, tính mạng Lucas cũng coi như được cứu. Mọi người cuối cùng cũng thở phào một hơi. Chỉ có Scott dường như có gì đó trốn tránh, lén lút đi ra ngoài. Sau đó, anh ấy đi tới căn phòng nhốt Tamet. Thì ra trước đó hai người đã âm thầm đạt thành hiệp nghị. Tamet cố ý để bị thua Coleman, đưa thuốc giải cho Lucas. Sau đó Scott sẽ thả Tamet ra. Đây chính là biện pháp vẹn toàn đôi bên mà anh ấy nghĩ ra. Nhưng Scott sau khi xem toàn bộ trận đấu, Tamet không phải cố tình để thua. Thế là anh ấy quyết định hủy bỏ ước định, không thả Tamet rời đi. Nhưng Tamet cười ha ha nói, thuốc giải của Lucas uống thiếu một vị thuốc. Scott lập tức hoảng hốt, anh ấy không dám lấy tính mạng của Lucas ra, để đánh cược xem đối phương có nói dối hay không. Cuối cùng Scott chỉ đành ngoan ngoãn tuân theo ước định, cắt đứt dây thừng cho Tamet. Ai ngờ sau khi Tamet có được tự do, lập tức đánh Scott nằm lăn ra đất. Sau đó gằn giọng nói, sẽ khiến cho tất cả mọi người ở đây trả giá. Mà mọi người đang ở ngồi bên ngoài căn cứ, không hề biết ác ma phục thù đã thoát khỏi nhà giam. Lúc này còn đang tận hưởng ban đêm yên tĩnh bình thản này. Chỉ có Lucas cảm thấy có chuyện gì đó không đúng. Tay phải anh ấy không có cảm giác, vậy chắc chắn thuốc giải của Tamet có vấn đề. Còn Scott đáng thương, chỉ có thể ngồi một mình trong góc run rẩy. Cảnh quay chuyển tới thế giới năm 1988. Nhóm người Gavin đang đi trên con đường của hố sụt Hollywood. Bọn họ định đưa Caroline và cha con Sam đoạn đường cuối cùng. Nào ngờ trên đường Caroline tâm sự nặng nề. Sau khi Gavin hỏi mới biết được, quá trình virus lây lan trong tháp đá vô cùng phức tạp. Điều quan trọng nhất trong đó là đột phá khóa gen an toàn cấp cao nhất. Trên thế giới này chỉ có hai người mới có thể giải được. Đó là Gavin và cha của Gavin. Lời này có nghĩa là Gavin cần phải theo Caroline trở về thời viễn cổ. Khi hai người đang chìm trong trầm mặc, Sam chạy tới nói, phía trước có bảo vệ tháp đá đang canh gác. Không ngờ đối phương đã dự đoán được tính toán của Caroline. Mấy người Gavin cùng nhau bàn bạc, lập tức nghĩ ra một kế hoạch tuyệt vời. Đột nhiên Caroline lại bước ra thu hút sự chú ý của bảo vệ. Sau đó, Levi lái xe bốn bánh xông tới. Ngay khi mấy tên bảo vệ không hiểu chuyện gì, Gavin ở phía sau cũng lái xe bốn bánh xuất hiện. Mấy người này không kịp phản ứng, đã bị tông xuống hố sụt. Sau khi giải quyết chướng ngại cuối cùng, cũng đã tới lúc mọi người chia tay nhau. Mà dường như Gavin cũng đã hạ quyết định. Anh đi tới trước mặt ba mẹ con Eve, nói chuyện bản thân nhất định phải quay trở lại thời viễn cổ. Không ngờ mọi người cũng quyết đoán, cả gia đình cũng sẽ đi theo Gavin. Cả nhà cho dù chuyện gì cũng ở bên nhau. Sau đó Eve đi tới trước mặt Levi. Cô rất cảm sự giúp đỡ của anh ấy dành cho mình. Cùng cô trải qua khoảng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời. Những đoạn tình cảm này chỉ có thể chôn trong lòng để tưởng nhớ. Levi nhận ra Eve muốn chia tay. Cuối cùng cũng quyết định bản thân sẽ không cố chấp nữa. Muốn ở lại năm 1988 bắt đầu một cuộc sống mới. Không ngờ lượn một vòng, cuối cùng chỉ có một mình Levi ở lại. Sau khi lưu luyến chào tạm biệt anh ấy, mọi người xếp hàng đứng bên hố sụt. Caroline sốt ruột nhất nên nhảy xuống đầu tiên. Sau đó là hai cha con Sam. Không ngờ tới lượt Gavin. Đột nhiên trong đầu anh xuất hiện những ảo ảnh. Chính là cảnh tượng Eve chết đi. Khi bị mọi người gặng hỏi, Gavin cũng không dám nói ra. Sau đó tìm lý do lấp liếm cho qua chuyện. Sau đó mang theo cả nhà cùng nhau nhảy xuống hố sâu. Mọi người cũng thuận lợi đi đến bên dưới hố sụt. Nhưng lúc tập hợp lại thì không thấy Josh ở đó. Mọi người cho rằng Josh bị dịch chuyển đến một nơi khá xa. Mọi người tìm kiếm nhưng không có kết quả, chỉ đành đi đến cao ốc trước khi hố sụt lại mở ra. Thông qua thảo luận, bọn họ đành phải chia nhau ra hành động. Còn ở bên phía doanh trại, Ella biết Coleman định cầu hôn Para, nên đã tìm Veronica đề nghị cùng đi vào hang động tìm thạch anh tím giúp Coleman làm một cái nhẫn. Mọi người đang nỗ lực để dựng lại doanh trại nhưng đột nhiên có một con trâu nước xông đến, làm đổ sụp căn lều vừa mới dựng lại. Mà Scott còn nhìn thấy có một bầy trâu nước cách doanh trại của bọn họ không xa.
Nếu như đám trâu nước này xông vào doanh trại, thì đám trâu cũng sẽ lao đến san bằng doanh trại. Lúc mọi người đang thương lượng cách giải quyết, Judas đề nghị bọn họ chỉ có thể bỏ trốn. Nhưng Lucas lại nói rằng bọn họ không thể chạy đi được. Bọn họ chỉ cần chuyển hướng của bầy trâu nước thì sẽ không gặp nguy hiểm nữa. Scott cũng đồng ý. Chỉ cần dùng nhựa đường để chế tạo thành một bức tường lửa. Như vậy thì đám trâu nước sẽ không xông vào doanh trại nữa. Khi mọi người đang kiên cố bức tường lửa, Josh cũng thuận lợi quay về doanh trại. Một bên khác, Gavin và Izzy thuận lợi đi đến cao ốc. Izzy lại phát hiện ra trước kia Gavin từng nói bên trong cảnh tượng huyền ảo có một cái cây hoa màu đỏ. James nói cho họ biết được cái cây này gọi là cây trong hang sinh trưởng tốt ở trong môi trường hang động. Gavin sau khi xử lý xong vết thương tính đưa Kiera đi nhưng bà ta lại kiên quyết đuổi Gavin đi. Gavin hết cách thì nhìn thấy cây côn điện trên người vệ sĩ bên cạnh. Nhân lúc tên vệ sĩ không kịp phản ứng thì đánh ngất anh ta. Bắt cóc Kiera đưa đến phía trước cổng dịch chuyển, đồng thời dùng vân tay của mình để mở khóa hệ thống. Sam ở bên kia biết được nếu như phá hủy cửa dịch chuyển, thì mình và Riley sẽ không có cách nào quay lại thời hiện đại. Thông qua Caroline, anh ấy biết được virus có trong USB. Vì để ngăn cản cô ta phá hủy cửa dịch chuyển, Sam tìm cơ hội tính trộm USB đi. Nhưng Sam tìm thế nào cũng không thấy. Thì ra Caroline và Eve đã biết được anh ấy muốn trộm USB, cho nên đã rút dây động rừng. Nhưng Sam mặc kệ Riley khuyên ngăn, một lòng muốn tìm thấy cách làm thế nào để ngăn cản virus được tải lên. Lúc Eve và Caroline tìm thấy trạm triển khai cũng bắt đầu tải lên, nhưng tín hiệu không tốt. Thì ra Sam đang phá hư nguồn điện. Dưới sự khuyên ngăn của Riley và Eve, Sam chỉ đành buông cây gỗ trong tay xuống. Một bên khác, hai người Veronica đến hang động tìm thấy Thạch Anh Tím. Ngay lúc Veronica tính kiểm tra xem những chỗ khác, thì lại phát hiện ra cây trong hang mọc đầy hoa đỏ. Hai người cũng không nán lại lâu, lấy Thạch Anh Tím rồi rời khỏi hang. Lúc này bầu trời bỗng dưng có một tiếng vang cực lớn rồi tạo thành vết nứt. Mọi người trong doanh trại lập tức đốt bức tường lửa lên, thành công chuyển hướng con trâu nước đầu đàn. Nhưng khi một đàn trâu nước khác lại sắp đến, trời đột nhiên đổ mưa, bức tường lửa cũng bị dập tắt. Thì ra là do vết nứt trên biển từ năm 1988 gây ra. Scott nói với mọi người vẫn còn cách khác, đó là tạo ra tạp âm cực lớn khiến bầy trâu chuyển hướng. Quả nhiên cách này có hiệu quả, bọn họ đã bảo vệ được doanh trại. Một bên khác, James đưa theo Izzy chuẩn bị ngăn cản Gavin. Bởi vì trước đó Izzy nhìn thấy cây trong hang cho nên nhất định phải báo ngay cho Gavin. Eve có khả năng sẽ gặp chuyện ở đó. Mà James cũng thuận theo đó mà hứa hẹn ông ta sẽ giúp Gavin cứu Eve. Đồng thời hố sụt của năm 1988 đã bị ngăn cản thành công. Dưới sự khuyên nhủ không ngừng của hai người, Gavin chỉ đành phải đóng quyền hạn lại. James đưa cho Gavin một tờ giấy và nói với Gavin rằng đây là trang còn sót lại trong kế hoạch nghiên cứu của tiến sĩ Moore. Nhưng tiến sĩ Moore đã mất tích từ một năm trước. James vẫn cảm thấy tiến sĩ Moore đang ở 10.000 năm trước công nguyên. Ông muốn Gavin tìm đến sự giúp đỡ của Caroline, bởi vì James cho rằng chỉ có Caroline mới tìm thấy được tiến sĩ Moore. Lúc hai người đang nói chuyện, Eve cũng đi đến cao ốc, đồng thời chất vấn tại sao Gavin lại ngưng tải virus lên. Gavin chỉ đành nói chuyện huyền cảnh cho Eve, mà James cũng nói với Eve, thật ra cô không cần phải có địch ý với ông ta. Bọn họ chỉ muốn cứu cô quay lại. Eve trực tiếp rời đi. Trước khi rời đi, James đưa tờ giấy cho Gavin. Về đến doanh trại, Josh nói với những người khác về kế hoạch của Gavin, khiến cho một bộ phận cảm thấy bọn họ mất đi quyền lựa chọn. Mà ngay lúc này trong rừng lại vang lên tiếng cầu cứu của Riley. Sam và Gavin lập tức chạy qua đó. Khi kiểm tra vết thương thì biết được rằng đây là cuộc mưu sát do người gây ra. Khi Gavin hỏi mọi người bên cạnh có nhận ra ký hiệu không, Scott nhìn thấy ký hiệu thì liên tưởng đến Tamet, nhưng cậu lại không nói với mọi người. Mọi người không có phương hướng, chỉ đành coi tất cả thành kẻ tình nghi. Eve về đến doanh trại thành lập một đội tuần tra để bảo vệ an toàn. Mà Gavin tìm thấy Caroline đang bị nghi vấn, đồng thời thành công khuyên được Caroline cùng mình đi tìm tiến sĩ Moore. Mấy người họ dựa vào sự hiểu biết của Caroline với tiến sĩ Moore thành công tìm được ông ta. Nhưng tiến sĩ Moore lúc này đã biến thành một bộ xương khô. Đồng thời bọn họ tìm thấy được hang động ẩn náu của ông ấy ở gần đó. Riley cũng tìm thấy nghiên cứu của tiến sĩ Moore ở trong khe nứt. Nhưng Caroline lại bảo Riley giữ bí mật. Cô ta sẽ tự mình nghiên cứu trước rồi sau đó mới nói cho Gavin bọn họ. Ở một bên khác, Eve trong lúc tuần tra phát hiện ra có vết máu ở trên một tảng đá. Đồng thời nhìn thấy bụi cỏ nơi xa đang rung động. Đột nhiên có một người xông ra đẩy cô xuống hố. Eve cũng bị ngất đi. Một bên khác, Lucas biết được Wyatt bị dao đâm chết, lập tức đi với Scott đến tìm Virgil, đồng thời phát hiện ra ông ta thiếu đi một con dao. Lucas thông qua phán đoán của mình cho rằng hung thủ nhất định là ông ta, nên đã bắt ông ta lại. Lúc này Scott tìm thấy Sam và nói với anh việc cậu ta đã thả Tamet đi. Hơn nữa trên quần áo của Tamet có ký hiệu bên người Wyatt. Lúc Eve tỉnh lại phát hiện ra chân mình đang bị đè lên, nhưng đạn sáng mà cô mang theo lại bị rớt ở phía trên của tảng đá. Còn bản thân cô thì đang mắc kẹt tại cái cây mà Gavin từng nhắc đến. Cũng may cô nhanh tay dùng một hòn đá đập nó xuống. Nhưng bởi vì phát súng đầu tiên bị lệch nên đã thu hút một con gấu lớn tới. May thay Eve ném thịt khô ra để dụ con gấu đi qua một bên. Đồng thời con gấu còn lôi tảng đá đang đè trên chân cô ra. Eve cũng thuận lợi chạy về doanh trại. Ở bên này, Coleman phát hiện ra cơ thể mình không chống cự nổi nữa.
Theo lời Izzy, anh ấy biết được ở chỗ của James có một hệ thống y tế khác tốt. Coleman một mình đi đến tìm James muốn nhờ ông ta trị ung thư não giai đoạn cuối cho mình. James nói rằng nơi đây có thể trị bệnh cho anh ấy. Nhưng ông ta cũng có những nghi ngờ mà không ai giải đáp được. Muốn bảo bác sĩ tâm lý Coleman cho mình một cách giải quyết. Một bên khác, Lucas tìm đến Virgil xin lỗi vì chuyện ngày hôm nay. Ngay sau khi Lucas rời đi, Virgil lôi một mảnh da thú có ký hiệu từ trong túi ra thảy vào trong ngọn lửa. Lúc này tại bãi đất trống đột nhiên một cánh cửa dịch chuyển xuất hiện. Có một người bước ra từ trong đó. Trong doanh trại, Virgil tìm đến Scott đang quan sát. Ông ta dùng mọi lý do để khuyên Scott đi xuống ăn sáng. Còn mình sẽ thay cậu ta quan sát. Nhưng sau khi Scott đi xuống, Virgil lại lấy khăn tay của mình cột vào một ngọn giáo. Mà cách đó không xa có một kẻ bị trục xuất gọi Tamet đến. Tamet thấy khăn tay của Virgil lập tức ra lệnh chuẩn bị tiến công doanh trại. Bọn chúng thuận lợi khống chế doanh trại, đồng thời không ngừng nhốt mọi người vào bên trong xe. Lúc này Lucas phát hiện Virgil đang chạy từ trên cao xuống. Biết được chính ông ta là người đã báo tin, Lucas lập tức bắt Virgil vào một chiếc xe tra hỏi ông ta tại sao lại làm như thế. Thì ra vợ của Virgil, Sam bị những kẻ bị trục xuất bắt giữ rồi lấy bà ta ra uy hiếp ông ta báo tin. Hơn nữa còn bảo ông ta phải đi tìm một cuốn sách có bìa màu xanh. Một bên khác, Gavin phát hiện có người đang đi đến. Bước ra mới phát hiện đó chính là Levi. Trong lúc nói chuyện biết được lần này Levi quay lại là để đưa bọn họ trở về. Khi biết được Gavin đang muốn đến chỗ của James cũng đề nghị đi cùng. Trong lúc bọn họ đang đi thì gặp phải đám người Sam đang đi giải cứu vợ của Virgil. Thông qua bọn họ biết được những kẻ bị trục xuất đang tiến về phía doanh trại. Mọi người lập tức chạy về cứu trợ. Tại doanh trại, Izzy nhìn lên trên cao và một chiếc kính chiếu hậu cửa xe thì nghĩ ra một cách. Cô bé lập tức gỡ kính chiếu hậu ra chuẩn bị leo lên trên đài cao cùng với Josh. Scott ở trong xe buýt cũng nhìn thấy bọn họ, đồng thời phát hiện những kẻ bị trục xuất đang tuần tra cách đó không xa. Scott lập tức xông ra thu hút sự chú ý của bọn chúng. Hai người Izzy cũng thuận lợi trèo lên trên cao. Nhưng Scott bị Tamet nhận ra. Lúc Scott định tấn công Tamet thì bị hắn ta hạ gục dễ dàng, còn kêu người bắt cậu ta lại. Một bên khác, hai người Veronica bị một tên trục xuất lôi ra. Lucas thấy thế lập tức xông ra nói với bọn chúng rằng mình có thứ mà bọn chúng đang tìm. Nhưng khi Tamet hỏi bên trong quyển sách có cái gì, Lucas lại không biết. Mà Veronica lại có thể nói ra một cách chính xác. Tamet bảo các cô ấy cùng mấy kẻ bị trục xuất đi lấy về. Nếu như hết thời gian mà không quay về thì sẽ giết Scott. Ở trên đài cao, Izzy lợi dụng kính chiếu hậu để phản xạ là một tia sáng. Bọn họ cũng nhìn thấy được mấy người Veronica đang bị bắt đi về phía đông. Izzy lập tức thay đổi tin nhắn. Mà lúc này đám người Gavin đang quay về cũng nhìn thấy tia sáng. Còn biết được có một đám người đang tiến về phía đông. Bọn họ nhanh chóng chạy qua đó. Bên này Veronica thuận lợi tìm thấy được cuốn sách. Mà lúc bọn họ đưa sách cho những kẻ bị trục xuất thì những người phía Gavin kịp thời xuất hiện, lấy súng ra khống chế những kẻ bị trục xuất. Trong doanh trại Tamet chuẩn bị giết Scott, đột nhiên có một ngọn giáo bay đến. Thì ra là đám người Gavin đã quay lại. Tamet thấy thế lập tức chạy đi, Scott lập tức đuổi theo. Trong lúc tranh đấu, cậu ta lấy dao đâm vào bụng của Tamet. Mà theo lời của Tamet, Gavin biết được thì ra bọn họ do Kiera phải đến. Một bên khác, Coleman trị liệu xong, Kiera tìm thấy dòng chữ mà Coleman để lại trên tờ giấy. Mà trong quá trình trị liệu tâm lý cho James, Coleman biết được thì ra khúc mắc tâm lý của James chính là vào đêm Gavin biến mất. Đồng thời ông vẫn muốn quay lại quá khứ để ngăn cản mọi thứ. Lúc Coleman rời đi, Kiera nói với anh ấy, nếu như James thực hiện thành công thì mọi thứ sẽ không xảy ra, cho nên mọi người sẽ không phải trải qua tất cả. Đồng nghĩa anh cũng không được trị liệu như bây giờ mà chết đi. Tại doanh trại, Eve nhìn thấy Levi cũng xuyên không đến. Mà theo lời Levi, cô biết được thì ra mục đích anh ấy nói với Gavin là giả. Lần này anh ấy quay lại là để giết bố của Gavin. Mà Caroline sau khi có được sổ ghi chép của tiến sĩ Mo cũng biến mất. Thì ra cô và ông Silas đang cùng nghiên cứu. Khi Caroline quay lại doanh trại, đột nhiên có một người xuất hiện đằng sau lưng Silas, bắn súng giết ông. Tại doanh trại, mọi người đều đang chuẩn bị cho lễ cưới của Coleman. Coleman tìm đến Gavin và Eve nói với họ về kế hoạch Blue Moon, đồng thời mời James đến lễ cưới để nói chuyện. Mà Levi cũng tìm đến Eve, muốn bảo Eve giúp mình giết James. Nhưng Eve lại không đồng ý. Mọi người đến bộ lạc. Lúc bọn họ đang tham quan, Eve phát hiện ra Levi vẫn luôn lén lút. Thì ra Levi định sử dụng hoa mandala để hạ độc James. Nhưng dưới sự khuyên ngăn của Eve, Levi cũng đưa hoa mandala cho cô. Ngay lúc này, Kiera tìm thấy Coleman ở cửa. Bà ta nói với Coleman kẻ chủ mưu phái đi những tên bị trục xuất chính là James. Còn bà ta chỉ muốn bảo vệ thế giới này. Nếu như anh ấy không để bà ta vào trong thì tất cả đều không thể viên mãn được. Coleman lập tức hạ lệnh đuổi khách. Một bên khác, Gavin đang đưa James đi tham quan thì phát hiện ra Caroline đã đến. Họ tìm đến Caroline đưa quyển sổ ghi chép của tiến sĩ Mo mà Tamet tìm thấy đưa cho cô. Sau khi Caroline đi hôn lễ diễn ra thuận lợi, lúc này James tìm đến Josh đang uống rượu. Ông ta nói với Gavin và Josh rằng ông ta muốn nhìn về phía trước chứ không muốn nhìn lại quá khứ. Ngay lúc này, Izzy tìm đến Eve, nói cho cô rằng Levi đang hái hoa mandala. Eve nghe thấy thế lập tức chạy đi tìm Levi. Khi Levi đưa cho James ly rượu độc, Eve kịp thời xuất hiện ngăn cản. Gavin thấy thế lập tức hỏi hai người họ rốt cuộc có chuyện gì.
Eve chỉ đành nói ra tất cả mọi chuyện cho Gavin. Gavin vô cùng tức giận. Một bên khác, James đang đi dạo thì gặp Caroline, đồng thời muốn tìm Caroline nói chuyện. Nhưng Caroline lại không hề tin tưởng ông ta. Lucas và Veronica đang tận hưởng thế giới hai người ở bên ngoài bộ lạc. Ngay lúc này, Silas mệnh lớn tìm thấy hai người họ. Bọn họ thấy thế lập tức đưa ông quay về bộ lạc. Silas nói với Eve rằng Kiera muốn giết ông. Ở một bên khác, Gavin tìm thấy James, lại phát hiện ra James đang rất đau khổ. Vừa tiến lên nhìn thì thấy Caroline đã chết nằm trên mặt đất. Gavin lập tức chất vấn James. James cũng nói cho Gavin rằng kế hoạch Blue Moon là thật. Nhưng cho đến khi ông nhìn thấy Josh và Izzy thì không muốn thực hiện nó nữa. Khi Gavin đang tính chất vấn tiếp thì Eve kịp thời đi đến nói với anh. Silas cũng bị bắn trúng bị thương rồi. Tất cả đều do Kiera làm. Nói xong mọi người lập tức đi ra dự định ngăn cản Kiera. Ngay lúc này Coleman cũng tiến lên ngăn cản nhưng lại bị một tên vệ sĩ ở bên cạnh can thiệp vào. Coleman cũng bị Kiera bắt đi. Sau đó Para tìm đến Eve nói với cô rằng mình sẽ tập hợp những chiến sĩ ở trong bộ lạc để giải cứu Coleman. Eve và Gavin lại tìm đến James muốn nhờ ông ta giúp đỡ. James nói với hai người nếu như bọn họ có thể tin lời ông, thì ông ra có thể tìm thấy một lối đi bí mật dẫn đến cao ốc. Gavin và Eve quyết định theo James cướp lại quyền kiểm soát cao ốc. Sau khi bọn họ an táng xong cho Caroline, James đưa bọn họ đi về phía cao ốc. Tại doanh trại mọi người đang tạo ra một tháp nước để có thể tiếp tục sinh tồn. Không ngờ rằng trong lúc bất cẩn lại làm rơi một khúc gỗ xuống đất. Sau đó mặt đất bắt đầu có âm thanh rầm rầm phát ra. Ở một bên khác, Riley và Veronica ra bên ngoài để tìm kính lục phân. Khi bọn họ quay lại doanh trại thì không thấy một bóng người. Lúc bọn họ lớn tiếng kêu để tìm người thì Veronica đột nhiên đá trúng một người. Bọn họ còn chưa kịp hoảng sợ thì Scott lôi bọn họ vào trong xe và bảo họ giữ yên lặng. Khi hai người còn chưa hiểu chuyện gì, thì ở một vết nứt phía xa có một bầy ong bay ra. Scott lập tức đẩy bọn họ vào trong rồi khóa cửa xe lại. Đám ong bu đầy khắp xe. Sau khi bọn nó không tìm thấy gì thì quay lại về trong hang động. Scott lập tức giải thích rằng đây chính là ong bắp cày. Loài ong này có kích thước lớn và rất độc, còn nhạy cảm với âm thanh. Nhưng Veronica không quan tâm đến những thứ này. Cô chỉ một lòng muốn tìm thấy tung tích của Ella. Mà cô lại phát hiện ra Ella lại đang nằm bên cạnh một chiếc xe. Vẫn may cô ấy vẫn còn sống. Bọn họ thương lượng quyết định đến xe buýt để tìm ống tiêm adrenaline. Ba người thuận lợi đi đến xe buýt tìm được adrenaline. Nhưng bọn họ không có cách nào đi đến chỗ Ella. Lúc này Scott nghĩ ra một cách, đó là dùng nước xà phòng để dìm chết bầy ong bắp cày. Ba người lập tức hành động theo như đã thương lượng. Còn Veronica sẽ đi về phía Ella để giúp cô ấy tiêm adrenaline. Nhưng lúc Veronica đang chậm chậm bước qua thì lại giẫm phải một cành cây phát ra tiếng động. Đám ong bắp cày nghe thấy âm thanh lập tức bay ra. Veronica lập tức xông đến chỗ Ella rồi kéo cô lên xe. Lúc Veronica chuẩn bị tiêm cho Ella thì phát hiện ra ống tiêm đã bị rơi trên mặt đất. Scott và Riley cũng nhìn thấy. Scott sử dụng hết những kiến thức mà mình biết chế tạo ra một cái súng lửa. Đuổi đám ong bắp cày đi. Hai người cũng thuận lợi lấy lại được ống tiêm. Khi Veronica chuẩn bị tiêm cho Ella thì mới phát hiện ra bản thân mình cũng đã bị chích. Nhưng dưới sự khuyên nhủ của Ella, Veronica chỉ đành tự tiêm cho mình. Ở một bên khác, Sam đang đi hái thảo dược thì phát hiện ra Levi đang đào hố để chôn thuốc nổ. Sam muốn ngăn cản Levi nhưng lại bị anh ấy đánh ngất. Hai người Josh và Izzy cũng đang đi hái thảo dược phát hiện ra Sam bị đánh ngất. Đồng thời theo lời Sam biết được Levi đang đi về phía cao ốc. Izzy biết được cũng lập tức chạy qua đó. Một bên khác, James dẫn theo Gavin và Eve đến lối đi bí mật. Theo lời của một tên vệ sĩ thì biết được toàn bộ động vật ở trong cao ốc đã bị thả ra hết. Khi vệ sĩ giúp bọn họ đóng cửa lại xong thì Levi cũng đánh ngất tên vệ sĩ rồi đi vào bên trong lối đi bí mật. Mấy người phía James đi vào bên trong cao ốc dự định dùng chiếc máy tính này để cướp lại quyền kiểm soát. Đồng thời ông ta bảo Coleman và Gavin đóng cửa hành lang phía tây lại một cách thủ công để kéo dài thời gian. Khi hai người đóng cửa lại, Gavin lại nói Coleman đi đến phòng bệnh điều trị trước, còn anh ở lại đóng cửa là được rồi. Lúc này Gavin phát hiện ra Levi đang lắp đặt thuốc nổ. Khuyên ngăn thế nào thì Levi vẫn kiên quyết không từ bỏ. Khi Gavin tiến lên để đóng cửa hành lang thì phát hiện ra trước mặt có một con hổ nứt răng. Anh lập tức quay người chạy đi. Bên này Coleman vất vả mới đến được phòng bệnh. Nhưng khi nghe tiếng cầu cứu của Gavin, anh lập tức cầm rìu xông lên. Khi con hổ bổ nhào về phía Gavin, anh ấy dùng rìu chém chết nó. Coleman nghe thấy Levi muốn dùng thuốc nổ để phá hủy tòa cao ốc thì lập tức đi theo Gavin qua đó. Bên này Eve rất lo lắng cho Gavin và Coleman. Nhưng cô quan sát được James lại không mảy may lo lắng. Cô trực tiếp đi lên nhìn xem James đang làm gì. Trước khi màn hình đóng lại, cô nhìn thấy được kế hoạch Blue Moon. Eve lập tức chất vấn James nhưng James lại không nói chuyện đạo đức. Ông ta lấy Gavin ra để di rời sự chú ý của Eve rồi dùng chai rượu đập lên đầu cô. Bên này Levi đi đến phòng điều khiển cửa dịch chuyển rồi khống chế nơi đây, rồi tiếp tục lắp đặt thuốc nổ. Khi Levi khởi động bom thì Gavin và Coleman kịp thời đi đến. Kiera nhận lúc bọn họ không chú ý đến chuồn đi. Khi ba người giằng co mãi không xong, Izzy kịp thời đi đến và thành công khuyên được Levi từ bỏ. Nhưng lúc anh ấy dự định tắt bom đi thì phát hiện ra loại bom này đã lắp đặt khóa an toàn, không thể ngừng nó lại được. Mọi người thấy thế lập tức chạy đi, mà tòa cao ốc cũng bị nổ tung. Mọi người thuận lợi chạy ra khỏi cao ốc, nhưng Levi lại bị tấm sắt đè lên người.
Gavin lập tức cầm một thanh sắt lên đẩy tấm sắt ở trên người Levi ra. Sau một hồi nỗ lực cũng thành công cứu được Levi. Tại doanh trại, mọi người biết được cao ốc đã bị nổ tung cũng không còn cách nào khác, chỉ đành chuẩn bị để sinh tồn trong thời gian dài. Sam đề nghị mọi người thông qua một bài diễn thuyết để bầu ra một người lãnh đạo. Một bên khác, Gavin tìm thấy Veronica. Theo lời Veronica, anh biết được một tọa độ. Gavin lập tức đi tìm Silas để chất vấn ông. Ông Silas nói rằng tiến sĩ Mo đã chế tạo ra một cánh cổng dịch chuyển khác ở đó. Khi biết được kết quả, Gavin lập tức chạy đến doanh trại. Mà lúc này doanh trại đang chuẩn bị bầu ra người lãnh đạo. Gavin trực tiếp nói bọn họ ngưng bầu cử và nói với mọi người rằng thông qua Veronica anh biết được một tọa độ. Bọn họ biết được còn có một cổng dịch chuyển khác cách doanh trại tầm 15 dặm. Như vậy có thể giúp bọn họ về nhà rồi. Mọi người đồng ý cùng đi theo. Sau đó bọn họ thu dọn đồ đạc rồi đi về phía cánh cửa dịch chuyển. Một bên khác, Levi mời Coleman đi tản bộ với mình. Nhưng trong lúc tản bộ, Coleman bởi vì không có thuốc điều trị nên bệnh tình đã chuyển xấu. Coleman rời đi một mình, Levi chỉ đành tự đi tản bộ tiếp. Nhưng trong lúc đó, Kiera tìm thấy anh ấy và bảo anh lấy một cái dương cứu sinh ở trong bộ lạc. Bên trong đó có một số công cụ, vũ khí còn có hạt giống. Chỉ cần anh ấy giúp bà ta lấy cái dương đó thì bà ta sẽ đưa thuốc trị bệnh cho Coleman. Lúc Levi tìm thấy cái dương thì Silas đột nhiên xuất hiện, đề nghị tham gia vào giao dịch lần này. Thông qua việc cứu giúp Coleman để giảm bớt lỗi lầm của mình, hai người phân tích Kiera chắc chắn có ý đồ khác. Khi Levi tính dùng một cục đá để mở khóa dương ra xem đồ bên trong, Silas đã ôm cái dương chạy đi. Mà Levi cũng đi theo dấu chân để đuổi theo Silas. Thì ra Silas định lợi dụng cái dương để tiếp cận Kiera, muốn tìm cơ hội báo thù. Silas quyết định cùng thương lượng phương án. Levi đem theo cái dương đến tìm Kiera. Kiera bảo cấp dưới đến kiểm tra thứ đồ bên trong dương. Thì ra bên trong dương là những nhiên liệu cần thiết cho cửa dịch chuyển. Kiera nói với Levi rằng còn có một cánh cửa dịch chuyển khác. Levi biết được chân tướng mới biết mình đã bị Kiera lừa. Khi tên cấp dưới của Kiera định giải quyết Levi thì Silas đưa theo Para và tộc người kịp thời xuất hiện, thành công giải cứu Levi và lấy được thuốc cho Coleman. Một bên khác, đám người Gavin, Scott phát hiện ra có một đôi chân ở trên bãi cỏ. Tiến lên nhìn thì phát hiện ra dường như bị thú hoang tấn công. Mà Gavin lại lấy tấm bản đồ ra quan sát. Nơi đây chính là chỗ đánh dấu ở trên bản đồ. Sau một hồi tìm kiếm, Sam tìm thấy một nơi cần chìa khóa để mở ra. Gavin lấy chìa khóa của tiến sĩ Mo mở ra, phát hiện nơi đây đúng là nơi dẫn đến cánh cửa dịch chuyển. Khi mọi người đang đi thì bắt gặp một đứa trẻ, còn phát hiện ra trên người đứa trẻ có một đóa hoa màu đỏ. Mọi người thương lượng quyết định để Eve ở lại đây, còn Gavin sẽ dẫn theo một số người đi vào bên trong để kiểm tra trước. Mấy người thuận lợi xuất phát. Nhìn thấy trên trời mây đen dày đặc, Scott hỏi đứa nhỏ có cái hang nào để trú mưa không. Nhưng đứa nhỏ lại nói với bọn họ rằng có quái vật, mà quái vật lại ở bên trong chỗ có cái cây màu đỏ. Thấy thế, Eve không nghe theo lời ngăn cản của mọi người, nhất quyết phải đi báo tin cho đám người Gavin. Mà Riley thấy không còn cách nào khác cũng đi cùng. Một bên khác, mấy người Gavin cũng đến được hang động, lại phát hiện ra trong hang động đã từng bị lục soát, còn phát hiện ra trên tường có một số vết cào do con thú cực lớn để lại. Mọi người không nghĩ nhiều, tiếp tục đi về phía trước, lại phát hiện ra một cánh cửa sắt. Lúc Eve đuổi đến thì phía sau còn có một cái cây hoa đỏ. Ngay lúc này, một con thằn lằn cực lớn đi từ bên trong hang ra xông về phía bọn họ. Gavin thấy thế lập tức đẩy Eve ra, nhưng mình thì lại bị con thằn lằn húc trúng. Eve phóng giáo về phía con thằn lằn, thành công đuổi nó đi. Nhưng Gavin bị con thằn lằn húc trúng, bị một tảng đá nhọn bên cạnh xuyên qua người. Josh tính lôi Gavin ra khỏi tảng đá thì Sam ngăn lại, bởi vì làm như thế sẽ khiến Gavin mất rất nhiều máu. Mà Judas phát hiện bên ngoài còn có âm thanh kỳ lạ, nghĩ rằng còn có thằn lằn. Sam và Josh đi lên để kiểm tra, nhưng bọn họ lại không chú ý đến có một cây súng đang nhắm về phía mình. James từ từ đi ra bảo bọn họ để mình dùng cửa dịch chuyển. Lúc này Izzy ở phía sau dùng một hòn đá đập vào đầu James. Mọi người lập tức khống chế James lại. Eve nhìn thấy cánh cửa lập tức nghĩ ra một cách. Cô đề nghị mình sẽ xuyên về trước khi xảy ra chuyện rồi cảnh cáo đám người Gavin. Gavin không đồng ý, nhưng Eve lại kiên quyết sử dụng cánh cửa dịch chuyển. Không còn cách nào khác, chỉ đành để James khởi động cánh cửa. Sam dự tính bảo James đưa Eve xong thì quay lại đưa bọn họ trở về. Nhưng James lại nói với mọi người rằng cánh cửa này chỉ có thể mỗi lần đưa người đến một chỗ. Nếu như thiết lập lại cánh cửa thì bọn họ sẽ vĩnh viễn không quay lại được. Sam thấy thế lập tức phản đối. Nhưng Riley đã khuyên ngăn Sam để hai người Eve đi trước. Hai người đi qua cánh cửa thuận lợi. Đi đến 4 giờ đồng hồ trước khi phát hiện ra thi thể cách doanh trại mấy dặm. Lập tức đi đến cảnh cáo Gavin. Một bên khác, Sam đang giúp Gavin xử lý vết thương. Lúc này cánh cửa xuất hiện dị thường. Mọi người hỏi James. James nói rằng đây không phải là một hiện tượng tốt. Nhưng ông ta phải nói với Gavin vài câu rồi mới giúp bọn họ giải quyết. Sau một hồi nói chuyện biết được, thì ra ống làm lạnh của cánh cửa đang không có nước chảy dẫn đến thiết bị nóng. Nếu như thiết bị nóng trong vài giờ thì sẽ bị hư hỏng. James nói rằng nếu như muốn ông ta giúp thì phải đồng ý với điều kiện của ông ta. Ở một bên khác của cánh cửa, hai người Eve nghe thấy tiếng súng. Đi lên thì phát hiện ra James đang giơ súng để bảo Coleman và Levi đưa cho mình nhiên liệu. Khi James định rách Levi và Coleman, Eve hét lớn để thu hút sự chú ý của ông ta. Coleman thấy thế lập tức phản kháng. Nhưng James lại bắn Coleman bị thương rồi chạy đi.
Eve đi đến giúp Coleman băng bó và nói với hai người sự thật. Bọn họ cùng đi về phía trước. Lúc cô nhắc đến nơi được đánh dấu trên bản đồ, lập tức chạy về phía nơi có cánh cửa dịch chuyển, nhưng lại không nhìn thấy sự tồn tại của cánh cửa. Thì ra thiết bị quá nóng đã đóng cánh cửa lại. Một bên khác, Judas và Veronica đang xử lý chỗ nứt ở nguồn nước. Thì ra có một cái cây lớn đè chúng. Khi hai người đang bất lực, Lucas kịp thời xuất hiện dùng ngựa để lôi cái cây ra. Ống làm lạnh có nước cánh cửa cũng khởi động lại. Mấy người Eve đi qua cánh cửa lại xuất hiện trở lại. Mà Coleman và Levi nói rằng cũng muốn đi qua cánh cửa. Lúc bọn họ tỉnh lại, Gavin cũng thuận lợi phục hồi. Mọi người vui vẻ chuẩn bị đi qua cánh cửa để về nhà. Mà lúc Gavin gọi mọi người đến chỗ cánh cửa, James lại cởi được dây trói rồi đánh gục Gavin từ phía sau. Khi James định lấy quyển sổ từ chỗ Gavin, Gavin lập tức lấy súng phản kháng. Nhưng súng lên đạn bắn về phía cánh cửa khiến nó bị trục trặc. Lúc James định lấy cuốn sổ rời đi, Gavin lại giơ súng lên bắn chết ông ta. Bên ngoài trên trời xuất hiện rất nhiều vết nứt. Eve và Josh thấy thế lập tức đi vào, lại thấy Gavin đã bắn chết James. Mà lúc này hệ thống cũng xuất hiện trục trặc. Địa điểm đến và thời gian không xác định được. Eve thấy thế đề nghị rời khỏi ngay. Mà Eve cũng chú ý đến con số ở trên hệ thống. Lúc chuẩn bị rời đi, Gavin nói rằng phải lấy được cuốn sổ của tiến sĩ Mo thì sau này mới sửa chữa cánh cửa được. Mà Eve đi ở sau cùng lập tức quay lại nhặt nó. Ngay lúc này hệ thống cách ly khởi động. Cánh cửa dần dần đóng lại nhốt Eve ở bên trong. Gavin thấy thế lập tức đánh vỡ lớp thủy tinh. Eve đưa cuốn sổ cho Gavin rồi bị hút vào bên trong cánh cửa dịch chuyển. Ba người bất lực nhìn cánh cửa dịch chuyển đã bị đóng. Khi ba người dự định quay về doanh trại để tìm cách thì lại phát hiện ra trên mặt đất có một dấu chân cực lớn. Bọn họ đang suy đoán đây là của thứ gì thì lúc này một cái bóng siêu lớn xuất hiện. Trước mắt bọn họ lúc này là chân của một con T-Rex khổng lồ. Mùa 2 của Labra đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.